Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, mong Thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Một, ở quê con nhiều trường hợp người chết được 49-50 ngày đưa lên chùa hoặc ở nhà, có mời Thầy cúng đến lễ 49-50 ngày cho người thân mất. Con thấy Thầy cúng đội mũ pháp, áo cà sa, tay cầm kích trượng, gọi là tích trượng chứ không phải là kích trượng, làm thủ tục như mở cửa ngục. Ví dụ lấy bát ăn cơm úp xuống mặt đất sau làm lễ, rồi lấy kích trượng chọc mạnh đáy bát cho vỡ ra và lật lên. Việc làm của Thầy cúng có hiệu quả không cho người đã mất không, và việc làm như vậy có đúng không? Xin Thầy giảng cho chúng con được biết thêm, vì khác với kinh Địa Tạng cho người mất 49-50 ngày. Đây là ý thứ nhất vị này hỏi. Xin thưa các quý vị, trong kinh chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì phải học theo lời Phật dạy. Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng và rất nhiều các bộ kinh khác như kinh Phật Báo Ân và kinh Thủy Sám, kinh Lượng Hoàng Sám, vân vân. Phật dạy chúng ta sau khi trong gia đình có người mất, hoặc là 2-50 mất, hoặc là còn trẻ mà mất, vân vân, tùy theo nghiệp cảm của mỗi người, cộng nghiệp của mỗi gia đình. Có người mất thì trong kinh Đức Phật có dạy là phải đoán ông thầy pháp, đoán ông thầy cúng về để làm mâm cao cỗ đầy, và mời ông thầy pháp đến để dùng bùa, dùng chú và dùng cái phương pháp cúng như Phật tử này hỏi không? Không có. Kể cả các sư Phật cũng không dạy làm như thế. Các vị xem có bộ kinh nào mà Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia của mình là các sư, là sau khi có người mất là lập đàn tràng, mâm cao cỗ đầy, rồi vàng mã, rồi ngựa nghéo, rồi bắt đầu là cà sa tích trượng vào, bắt đầu là phá ngục kiểu như thế không? Không có. Mà Phật dạy chúng ta là gì? Cúng dường chay tăng, phóng sinh tu phúc, cung thỉnh chư tăng đọc tụng cho 1, 2 hoặc 3 bộ kinh. Kinh nào cũng được, miễn là kinh gì? Kinh Phật, do Đức Phật nói. Hoặc kinh do gì? Các đệ tử của Phật nói và được Phật ấn chứng cho. Và điều quan trọng nhất là phải gì? Biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện. Trong vòng thất thất chay tuần 49 ngày đó không được sát sinh hại vật. Ngược lại còn phải gì? Phải phóng sinh tu phúc để hồi hướng siêu độ cho vong linh đó. Thì vong linh đó mới gì? Sớm được siêu thoát, sớm được thoát ly chúng khổ. Còn cái chúng ta thấy bây giờ các sư hay là các ông thầy pháp, tức là các ông thầy cúng đó, họ mặc cà sa đàn tràng, đội mũ thất Phật, mặc cà sa như người xuất gia, họ cúng bái canh kể ê a đó và mang mấy cái bát ra đặt úp xuống, và họ lật không được thì họ giã nát ra, gọi là phá cửa ngục. Học theo gì? Họ học theo, gọi là học theo kinh, học theo tôn giả Mục Kiền Liên, cầm gậy tích trượng để gì? Phá tan địa ngục để cứu mẹ. Xin xưa các quý vị, Mục Kiền Liên có phá tan địa ngục cứu mẹ không? Không. Mà phải nhờ vào ai? Nhờ vào oai đức của chư tăng, uy đức của chư tăng. Và chư tăng thì dùng cái phương pháp nào để cứu mẹ Mục Kiền Liên? Chú nguyện, hướng tâm chú nguyện. Đại chúng chư tăng dùng cái đức của mình, cái tâm của mình, thiện của mình để hồi hướng chú nguyện. Và tâm của bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên, do gì? Ở trong địa ngục khổ quá, bây giờ mới ăn năn sám hối, cho nên là tiếp nhận được năng lượng của tử bi của chư tăng. Giống như là tôi lấy một cái ví dụ, năng lượng của chư tăng giống như cái gì? Cái tổng đài phát thanh hoặc là truyền hình phát sóng, luôn luôn phát sóng.
và tâm của bà Thanh Đề hay là tâm của chúng sinh, người thân của chúng ta mất á, giống như cái tivi hoặc cái radio bật lên thì đúng cái làn sóng đó liền tiếp nhận được gì? Được cái tần số mà trụ sở của đài phát thanh hoặc là truyền hình họ phát. Đó, cho nên miễn là gì, cái máy của họ không hỏng, cái tivi họ không hỏng và cái đài radio của họ không hỏng, họ bật lên đúng cái tần số, đúng cái sóng để quay anten về hướng đó, bật tần số đài về hướng đó thì gì, bắt được, nghe được tiếng, thấy được hình. Tương tự như vậy, tâm của người thân của chúng ta đã mất ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khi họ đau khổ đến tột cùng, người thân của chúng ta thỉnh chư tăng đọc tụng kinh điển hồi hướng siêu độ cho. Ví dụ như pháp hội như thế này này, chúng ta thấy tôi có làm một cái gì nó mê hoặc lòng người không? Các vị có thấy tôi đội mũ thất Phật không? Không. Có thấy tôi đốt vàng mã không? Không. Có thấy tôi đó cầm tích trượng để mở toang địa ngục không? Múa máy quay cuồng chiếc đàn tràng không? Không. Tất cả là dùng theo gì? Y giáo. Theo lời Phật dạy là gì? Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn. Phật nói kinh A-di-đà một thời Đức Phật ở xã Vệ Quốc. Và gì? Tán Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả đại chúng chúng ta y giáo phụng hành. Phật dạy thế nào chúng ta làm y như thế. Tổ dạy thế nào chúng ta làm nguyên như vậy. Như vậy là mới đúng là lời của Đức Phật đã dạy. Thì chúng ta hành trì như thế mới đúng với chính Pháp. Còn cái trường hợp Phật tử này hỏi làm như vậy có đúng không? Tôi dám khẳng định với các Phật tử, với chính Pháp của Đức Phật là không đúng. Còn với thế gian Pháp, đúng hay không thì đó là việc của thế gian. Để cho họ gì? Họ bình xét và họ trả lời câu hỏi này. Còn với Phật Pháp, tôi khẳng định với các quý vị là không đúng. Mà chỉ có gì? Tội thêm thôi. Vì chúng ta biết cà sa của Phật, cà sa của Đức Phật, tức là cái tấm áo của Đức Phật đắp đó. Và sau này nó Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta cũng như Trung Quốc á, nó canh tân đi một chút cho phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc, của quốc gia đó. Cho nên chúng ta thấy cà sa của các sư, tức là áo pháp đó, của các sư mặc bây giờ khác với áo pháp của thời Đức Phật tại thế của Ấn Độ. Nhưng mà cái giá trị thì như nhau, mục đích sử dụng thì như nhau, công đức thì cũng giống nhau, không có khác. Cho nên á, ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, nhà mẹ ngài sinh ra duy nhất ngài. Và sau khi lớn lên một chút thì ngài xuất gia. Lớn lên một chút và ngài xuất gia. Sau khi xuất gia thì lúc mẹ ngài còn trẻ thì vẫn tự làm được mà ăn thì không sao. Nhưng sau khi mẹ ngài già, sau này mẹ ngài già, ngài thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào. Cái ngày mẹ ngài chết, ngài lấy một cái tấm cà sa của mình đem đắp cho mẹ và chôn. Chôn xuống buổi sáng, các vị biết không, đoàn người vừa ra về, trời ầm ầm cơn dông tố bão táp kéo đến và sấm sét nó đánh gì, đánh bật cái hết cái đất lên và bung cái nắp quan tài ra. Ngài, cái vị thiền sư đó nghĩ rằng không biết do cái tội lỗi gì, mẹ của mình tạo cái tội gì mà nghiệp nặng như thế, rồi lại đem vùi đậy nắp quan tài và vùi lại lần thứ hai. Chúng ta biết lần thứ hai, tối hôm đó trời lại ầm ầm nổi cơn dông và sấm sét lại đánh một lần nữa, rồi bùng cả nắp quan tài và lần này còn gì, bay cả cái xác bà mẹ lên trên mặt đất. Cái vị thiền sư đó không hiểu lý do gì, cho nên á, bắt đầu là nhất tâm ra trước điện Phật tụng kinh và sám hối và cầu nguyện Phật và Bồ Tát Quan Âm chỉ cho mình là vì vẫn chưa đắc đạo. Cho nên cầu Phật Bồ Tát Quan Âm chỉ cho mình vì lỗi gì mà mẹ mình như thế. Khi mà lễ tụng hết quyển kinh cầu xong, nó bắt đầu ngài đi nghỉ. Thì trong cái khi nghỉ, ngài vừa thiêm thiếp đi thì thấy một gì, một cụ già râu tóc bạc phơ đến nói với vị sư đó rằng á, ông
cả đời tu hành chay tịnh trường chay giữ giới rất tốt. Nhưng mà do gì? Do vô minh cho nên gì? Mẹ ông không phải là cái người xuất gia tu hành. Tại sao ông lại lấy cái cà sa của người xuất gia tu hành để đắp cho mẹ ông và đem chôn mẹ ông cùng với tấm cà sa của người xuất gia? Vì ông làm sai với pháp của Phật, cho nên á chư thiên không hoan hỷ. Vì vậy mà gì? Lôi thần mới đùng đùng nổi giận và trừng phạt như thế. Nay ông phải sớm sám hối cái việc đó và đi thay lấy cái, cởi bỏ cái tấm cà sa ở trên thân thể của mẹ ông và mặc bộ quần áo bình thường để chôn mẹ ông thì việc đó sẽ hết. Và ông làm sáng ra, ông làm y như vậy, và từ đó trở đi xét không bao giờ đánh mộ mẹ ông ấy nữa. Cho nên cà sa của gì, y phục của người xuất gia không phải để dành cho hàng phàm phu tục tử có thể muốn đắp mặc thì mặc, muốn đắp thì đắp. Mang hình tướng của tăng mà việc làm sai trái với pháp của tăng á, thì tội những kẻ đó sau khi chết đi chắc chắn ba đường ác đạo sẽ mở cửa ra. Cuộc sống ngày hôm nay nó vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con mà không từ một việc gì, tức là trộm pháp của Phật mà kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đó là cái tội gì? Cái tội đọa trong cái địa ngục hỏa khanh, không thể tránh được. Cho nên đó, chúng tôi khẳng định với các quý vị trong câu hỏi đó là gì? Chắc chắn không chuẩn rồi. Trả lời câu hỏi đó chắc chắn trường hợp đó là không chuẩn rồi. Trong Phật Pháp không chuẩn rồi. Vị này hỏi ý thứ hai là con ở tập thể không có điều kiện lập bàn thờ Phật. Con chỉ dán ảnh của Phật và Bồ Tát Địa Tạng hướng phía Nam, nhưng vì thế không có chỗ đặt bát hương và hoa. Hàng ngày con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, như vậy có được phước cho gia đình không? Thầy chỉ bảo cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà ra ban thờ mà chật, không thể bày lễ và dâng hoa. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là dán ảnh Địa Tạng về phía Nam không cần thiết. Phật đó thì phía nào cũng được. Để tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để treo lên bên trên cao trang trọng hơn. Và chật quá thì không có bát hương được, cứ cắm bát hương vào thần linh gia tiên chúng ta được, miễn là có ảnh của ngài ở trên đó. Và chúng ta thì mỗi lần lên tụng kinh như vậy múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước dâng cúng ngài là được. Lễ thanh bông hoa quả có được thì càng tốt. Chứ không cứ là phải hướng Nam, Phật thì hướng nào cũng tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Nam Đông Bắc Tây Bắc đều tốt hết. Đấy. Chứ thần linh gia tiên của chúng ta thì thường theo phong thủy họ mới phải xem theo mệnh. Vì còn ở trong tam giới cho nên gì, còn chịu sự chi phối của tam giới. Cho nên á, thì theo phong thủy họ xem cho nó kỹ, đó là hướng ban thờ thần linh gia tiên thì nên hợp với mệnh chủ nhà. Và hướng nhà, hướng đất, phong thủy thì sẽ tốt cho gia đình cát khánh thì cái đấy cũng được, phương tiện được. Còn Phật thì không cứ hướng nặng được. Đó, cho nên ở trường hợp này thì về có thể Phật tử chỉ cần để cái ảnh lại trên ban thờ thần linh gia tiên thì mình trang trọng và đọc tụng là thì nó sẽ tốt hơn, trang trọng hơn là treo cái bức tường không để quay về hướng Nam. Đó. Một câu hỏi nữa của Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch thầy cho con hỏi. Nhà con thờ thổ công và gia tiên ở phòng trong, thờ Phật ở phòng ngoài, nhưng bàn thờ Phật thấp hơn bàn thờ gia công và gia tiên. Bàn thờ thổ công chứ không phải gia công. Và gia tiên như vậy có được không ạ? Xin thầy chỉ giáo. Phật chúng ta phải thờ, bàn thờ phải cao hơn để tỏ cái lòng thành kính. Cao hơn chỉ cần 3 thăm, 1, 2, 3 phân đến 5 phân là được. Trở lên là được. Một vài 3, 5 phân trở lên là được. Nhưng là gần như là phải nhất thiết phải cao hơn để tỏ cái lòng thành kính của chúng ta. Vì sao? Vì Đức Phật là bậc gì? Toàn trí, toàn đức, toàn năng, toàn tài, phúc trí, nhị nghiêm. Ra khỏi tam giới là thầy của tất cả trời người. Chứ đừng nói là ông thần linh nhỏ nhỏ ở trong cai quản trong khu đất. Đến như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chư thiên khắp mười phương, khắp các cõi, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn phải gì? Quy kính và cúng dường Phật. Nay chúng ta lại đem thờ thần linh và gia tiên
cao hơn cả ban thờ Phật, như vậy là trái pháp, không đúng. Chúng ta có thể đổi lại, lấy cái ban thờ gì cao hơn kia đổi lại để thờ Phật, ban thờ thấp hơn chúng ta thờ gia tiên. Đó, thờ trong thờ ngoài không quan trọng, nhưng mà thường thì ban thờ Phật bao giờ phải cao hơn. Đấy là cái để tỏ cái lòng thành kính. Còn Phật thì cũng không bắt chúng ta đâu, Phật thì cũng không trách chúng ta, tại sao mày lại coi thường tao, mày lại thờ tao thấp hơn thần linh gia tiên nhà mày. Phật không chấp cái điều đó. Nhưng mình làm đúng pháp thì khiến cho thiên long bát bộ quỷ thần nói gì, họ hoan hỷ. Và họ thấy rằng à, cái vị cư sĩ Phật tử tại gia này nó thờ Phật đúng như pháp, nó kính trọng Phật đúng như pháp, cho nên chúng ta cùng về đây để hộ trì cho nó đi. À, thế là gia đình được yên vui hạnh phúc thôi. Còn chúng ta không thờ không đúng như pháp, thiên long bát bộ không hoan hỷ, bảo là gia đình cư sĩ Phật tử này nó thờ Phật nhưng mà gì, nó không kính Phật. Miệng nó nói kính Phật nhưng mà nó không thể hiện bằng tất cả, bằng cái sự, bằng sự, bằng lý. Sự lý nó không được viên dung, cho nên nó thôi kệ xác nó, chúng ta đi nhà khác. À, thế là họ bỏ nhà qua nhà chúng ta, họ đi phù hộ, à, đi gia trì cho nhà khác. Đương nhiên chúng ta mất đi sự gia trì có kém hơn. Cho nên trường hợp này xin trả lời như vậy, về cố gắng vợ chồng gia đình con cái bàn bạc nhau làm cho đúng pháp sẽ tốt hơn. Ban thờ nhà nào, các vị lưu ý một cái nữa nhé, ban thờ gia đình nhà nào, đóng ban thờ thường thường cái chỗ ngồi của các cụ phải cao hơn cái chỗ để mâm cỗ nhé. Đừng có thờ cái chỗ để mâm cỗ, chỗ để lễ cao hơn chỗ ngồi các cụ. Gia đình nhà nào mà thờ như thế chỉ có ăn uống suốt ngày thôi. Mà ăn uống suốt ngày thì chỉ có gì, đốt phúc mà thôi. Chẳng mấy thời gian là gì, đi vào cái chỗ lụn bại không thể cứu chữa được. Lưu ý, chỗ đặt bát hương, chỗ để ngai hay là chỗ để thờ các cụ, bao giờ cũng phải gì, tầng tầng lớp lớp. Các vị thấy trong Tam Bảo thờ chưa? Đó, tượng Phật phải ở trên, tượng thần, tượng thánh thì ở dưới, và ở dưới cùng mới là gì, bát hương. Nó tầng tầng lớp lớp nhìn lên, chứ bao giờ gì, đừng có để là ban thờ các cụ ở trong thì gì, ngồi thấp tịt xuống, còn ban thờ để bày lễ là thờ cao lên ở ngoài để dâng lễ. Gia đình đó chỉ có ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy rất rõ cái điều đó, và như vậy đốt phúc không mấy mà hết đâu. À, các vị về nên xem lại cái chỗ thờ phụng thần linh thổ tiên, tổ tiên nhà mình cho nó đúng. Các cụ ngày xưa bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin thầy chỉ giáo cho con được biết đôi điều như: một, kính thưa thầy, vừa qua con có việc lo cải cát cho chồng con. Trước khi bốc mộ, con có tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một quyển. Đến gần ngày bốc mộ, con tụng liền 7 ngày mỗi ngày 3 quyển. Và khi bốc mộ, không nhờ thầy cúng mà tự nhờ các Phật tử ra mộ cũ và mới để tụng kinh và hồi hướng. Sau đó con xin nước cúng Phật vẩy lên mộ. Con làm như vậy thì có đúng không ạ? Con xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con để con được yên lòng. Làm đúng như pháp rồi. Phật tử chúng ta làm như vậy là làm đúng như pháp rồi. Không có phải suy nghĩ gì cả. Mà làm đúng như pháp như thế mà tội thì tôi chịu cho. Còn phúc các vị hưởng. À, thống nhất thế nhé. À. Câu thứ hai, con nghe nói có Phật tử bảo rằng nếu không quy tại chùa Khai Nguyên thì sau này chết sẽ không được thầy cho vào tháp báo ân, việc đó có đúng không ạ? A Di Đà Phật, sai hoàn toàn. À, câu trước đúng hoàn toàn, câu sau lại hỏi lại nghe thông tin sai hoàn toàn. À, các Phật tử nói truyền tuyên truyền như thế là giết tôi rồi đấy, giết thầy mình rồi đấy. Có bao giờ tôi nói với các quý vị quy ở chùa Khai Nguyên thì tôi mới gì, mới cho nhập tháp không? Không có. Mà yêu cầu đó là gì? Phải là Phật tử đã quy Tam Bảo, quy bất cứ ở chùa nào cũng đều được. Mà quy bất cứ ở chùa nào rồi không cần phải quy lại ở chùa này nữa. Vì quy Tam Bảo chỉ cần đúng như pháp. Đó là gì?
đối trước chư tăng hoặc chư ni để quy y. Ít nhất là phải gì? Phải có một vị sa di hoặc sa di ni đã thọ 10 giới như pháp ở trong cửa Phật làm thầy tôn chứng và truyền giới cho tam quy chúng ta thì mới đắc giới. Đó, trong giới luật của Đức Phật nói rõ rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta quy với một ông thầy thống, một ông thầy cúng và một bà vái trong chùa có được không? Không được. Như thế thì cần phải quy lại. Nhưng không cứ là phải quy chùa Khai Nguyên này, quy bất cứ một ngôi chùa nào gần nhà chúng ta, gần khu dân cư của chúng ta, gần thôn xã của chúng ta cũng được. Và sau này có tâm nguyện muốn nhập tháp về đây thì cứ như đăng ký như pháp mà làm thôi. Không cứ là phải quy ở đây. Các vị mà nói như vậy, vậy mà các cụ, các hòa thượng mà nghe mà không thủng, các cụ lại bảo là gì? Tôi là phản bác lại tất cả các chùa khác, bảo là phải đến quy lại ông Thịnh thì mới đắc giới. Như vậy là các cụ giết tôi đấy. Các Phật tử giết tôi đấy. Giết đạo tràng, phá đạo tràng chúng ta đấy. Tôi chưa bao giờ nói như thế. Và quan điểm của tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Chứ đừng nghĩ là nói. Đó, cho nên nghe thì phải gì? Phải chuẩn. Các Phật tử đi tuyên truyền là phải đúng. Đừng có muốn cho đạo tràng chúng ta lớn mạnh mà gì? Làm sai với bản ý của Phật. Đạo tràng lớn mạnh là phải làm đúng với bản ý của Phật, đúng với chính pháp mà Phật Bồ Tát gia trì cho tự nên nó lớn lên, thì đó mới là đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta dùng mọi thủ đoạn để cho đạo tràng chúng ta lớn lên đó, thì đạo tràng đó đạo tràng của ma. Hình tướng thì giống Phật nhưng việc làm là gì? Của ma. Tôi không bao giờ muốn đạo tràng chúng ta trở thành đạo tràng của ma, và không bao giờ hướng dẫn cho các Phật tử của chúng tôi đi theo gì? Con đường của ma. Cho nên các Phật tử chúng ta đi tuyên truyền nó phải chuẩn. Nghe chưa rõ thì phải hỏi. Hỏi các bác, các cô, không các thầy, các sư ông không được thì phải hỏi gì? Hỏi thầy. Để thầy hướng dẫn cho, để mà đi nói cho Phật tử biết. Không được có tôn thầy mình lên mà đi truyền bá một cách là kiểu như mê tín dị đoan, như thế là không được. Không đúng với chính pháp. Không đúng với gì? Lời dạy của chúng tôi. Đó. Đấy, cho nên nhắc lại Phật tử này như vậy. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí cho con hỏi, gia đình con có đọc về thông bạch lưu gửi cho cốt tại chùa Khai Nguyên, và con rất muốn sau khi bố mẹ con lâm chung sẽ được lưu gửi cho cốt tại chùa, nhưng bố mẹ con sợ đi thiêu sẽ bị lửa đốt nóng. Vậy như vậy thì có đúng không ạ? Phật tử này chắc là con cái đây. Con cái muốn báo hiếu bố mẹ. Ở đây nó có cái ý như thế này. Nếu mà con cái có ý như vậy, muốn như vậy cho bố mẹ là cái tốt. Cái tâm muốn báo hiếu, muốn cho bố mẹ sau khi chết đi á, được gì? Nếu mà được giải thoát ngay thì càng tốt. Chứ được giải thoát luôn á, thì cái thần thức, tức là cái linh hồn á, mình gọi là vong linh á, nó được gì? Nương nhờ vào cửa Phật để cùng chư tăng ni và các Phật tử tu hành, sống chưa đủ duyên để tu, chết rồi đủ duyên tu thì cũng chẳng khác gì sống tu cả, thậm chí còn tốt hơn. Vì lúc sống thì chúng ta còn chấp vào thân, cho nên là gì? Rất ương bướng. Đây là nhà của ta, tài sản của ta, công danh của ta, vợ của ta, con của ta, cháu của ta, chắt của ta, chút chít của ta, vân vân, cái gì cũng của ta. Nhưng chết đi rồi đi về, có phải lúc nào cũng về được đâu. Thần linh thổ địa nó gác cửa, đâu nó có cho vào, nó bảo ông gì không phải là thành viên của gia đình này nữa. Có đi về thì bao giờ gì? Ngày giỗ, ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, ngày giỗ, ngày Tết, con cái là gì? Nó khấn đến tên ông, nó cho ông về thì ông mới được về. Nhà ông bây giờ ở gì? Ở ngoài nghĩa địa rồi. Ra đấy mà ở. Đâu nó có cho vào nữa. Lúc đó lại là khách rồi các quý vị. Không phải là chủ nhà nữa. Cái câu chuyện này có không? Có. Năm ngoái ở dưới Mỹ Đình, có cái gia đình lúc chết đi xem, thế là người ta bảo là trùng tang trùng phục, cho nên đi đón ông thầy phù thủy đến để làm bùa răng khắp từ nhà ra ngõ, chôn cả lối vào, chôn cả trên cửa vào, chôn cả dán khắp các cửa sổ. Và kết quả là gì? Tất cả các vong linh của gia đình đó trong vòng 2-3 năm không vào được nhà. Cho nên cứ đi ra đường là các cụ vặt. À,
đi ra đường các cụ vặn, lúc thì các cụ ẩy cho ngã xe máy chỏng vó giữa đường, nhưng may không chết. Lúc thì các cụ nhập vào cho là cứ đơ đơ ra. Đấy. Xong rồi cái pháp hội Địa Tạng năm ngoái cả gia đình lên đây, pháp hội Trung Phong năm ngoái cả gia đình lên đây. Và lên đây sau khi ra về các cụ, trước khi ra về các cụ nhập vào 4-5 người trong quan cháu gia đình, cứ thế là lăn lộn ở trước cửa phòng tôi, làm lễ xong tôi thì mệt. Đóng cửa rồi mà gì cứ đợi ở ngoài hàng tiếng đồng hồ mà gõ bảo cho các sư ông, sư bác, sư cô giải quyết. Bảo không cơ, cứ phải thầy chủ trì cơ, thế mới đau tôi. Đã. Nằm rồi khóa cửa trái rồi, bảo là nghỉ một tí, thở một tí đã. Nhưng mà ở ngoài nó cứ khóc ở ngoài ấy, khổ. Người khóc rồi ma khóc rồi mệt cả người ra. Cuối cùng lại phải mở cửa ra. Mở cửa ra thì bảo là giúp cho người này. Bảo các mấy người kia thì thôi các cô các bác giúp cho. Nhất định không, cứ phải thầy. Phải khuyên hàng tiếng đồng hồ sau, đã mệt rồi, hàng tiếng đồng hồ sau thì khuyên bảo thì mới nghe. Nghe ra thì hóa ra là gì? Nói ra là gì? Con cái nhà tôi, cháu chắt nhà tôi, mấy năm nay á, nó khóa cửa, nó không cho chúng tôi về. Chúng tôi nhớ con nhớ cháu lắm, muốn về mà nó không cho về. Tôi nghĩ ngay, tôi nghĩ, à, hóa ra thế. Tôi bảo, thế có đi làm bùa làm đèn không? Bảo là có, mấy năm trước có người mất cho nên á, đi mời ông thầy ở dưới Hà Nam Phủ Lý gì á, làm bùa răng hết kín nhà tôi, bảo hỏng rồi. Thế này chả trách các cụ quở cho là đúng thôi. Thế tôi bảo ngay mấy hôm sau, cho một vài thầy xuống nhà làm lễ cho. Thế lễ xong một cái, các cụ vào là nhập vào ngay đứa cháu, cứ thế là khóc và cảm ơn các thầy. Và nhờ các thầy mà để ngôi nhà mới của con tôi, ấy, của cháu tôi làm mấy năm nay, bây giờ tôi mới được vào, vui quá, sướng quá, cười sằng sặc ra. À, và cảm ơn. Đó, chuyện tâm linh, nó so với ở thế gian chúng ta, nó cũng chẳng khác gì nhau đâu các quý vị. Nếu mà tinh thần, thần thức mà cái tâm chưa được giải thoát, họ vẫn chấp là gì? Đấy là nhà của họ, con cháu của họ. Họ muốn về, nhưng mà nếu không may mà con cháu nó sợ đến về bắt người thân nó làm bùa làm bèn nó thì khổ lắm. Thế cho nên ở đây, qua đây chúng tôi cũng nói với các quý vị, sau khi có người mất, tốt nhất là gì? Cứ bố thí phóng già, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho người thân của chúng ta là tốt nhất. Siêu độ cho họ trong vòng 49 ngày mà cứ nhất tâm tụng kinh được thì họ dễ được siêu thoát và tốt nhất. Đừng có bùa bèn, mà cũng đừng có đi xem đi xỏ gì mà gì mất tiền mà rước họa vào thân. Nó phán cho bà đồng bà phán cho ông đồng bà cốt, nó phán cho vài câu xanh dờn ra một cái thì khổ ra. Bây giờ chúng ta biết sư còn có gì, còn có sư giả đầy ra, cứ huống chi bà đồng bà cốt. Họ còn có gia đình, còn phải có cuộc sống. Mà có gia đình cuộc sống thì họ phải cần tiền. Cho nên họ thấy chúng ta đến là như là mèo gì ạ? Mèo ngửi thấy mùi cá rán rồi các quý vị. Thấy người bước vào cửa ngõ một cái là họ vui mừng trong lòng, mở cửa trong lòng rồi. Hôm nay có gì? Có món rồi, không nhiều thì ít cũng phải có món rồi. Đó. Thế nên đừng có dại gì. Mà tự nhiên đang yên, đang lành là mò đến đó. Nộp mạng cho gì? Cho quỷ. Thế cho nên cái trường hợp này, thì ở đây con cái muốn báo hiếu bố mẹ đây là việc rất tốt. Nhưng mà phải đả thông tư tưởng làm sao được cho bố mẹ hiểu. Tự đả thông không được thì khuyên bố mẹ lên đây vào những pháp hội như thế này này. Các cụ lên các cụ thấy ô. Các cụ mới nghĩ rằng mình tưởng là cái ngôi chùa chỉ dành cho mấy ông già, bà cả, mấy bà vãi đi chùa mùng một ngày rằm. Không ngờ lên đây là trẻ cũng đông, già cũng nhiều mà trẻ cũng đông. Nam có, nữ có, thậm chí những người gì? Những người đang ở có cái công tác địa vị trong xã hội cao cũng có, nghỉ hưu cũng có. Trong đạo tràng này có những vị làm cả tướng tá quân đội công an này. Có những người là gì? Cấp cao trong các bộ ngành chính phủ nhà nước rồi. Có. Cho nên họ mới phục, họ mới ở. Trước đây mình cứ nghĩ đạo Phật chỉ dành cho mấy bà cụ già là sắp chết rồi đến chùa lễ mùng một ngày rằm phẩm oản quả chuối. Không ngờ đến đây lại được nghe học, được nghe giảng và được gì thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. 3-4 ngàn người như vậy mà trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên họ chuyển tâm. Họ chuyển tâm.
Sau khi chuyển tâm về, về mà muốn cho hiểu nữa, về cho các cụ nghe 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và 20+ cái bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai thì chắc chắn các cụ sẽ mở tâm ra. Các cụ sẽ không sợ chết đem đi thiêu là bị nóng nữa. Xin thưa các quý vị, nếu bảo chết đem đi thiêu bị nóng, chỉ có trường hợp thần thức chưa ra khỏi thì thân thể thì mới bị gì? Bị nóng. Mà trường hợp như thế, nếu mà đem đi chôn thì sẽ cũng bị gì? Một đàng thì chết cháy, một đàng thì chết ngạt. Chết cái nào khổ hơn? Các quý vị, cháy khổ hơn hay là chết ngạt hay là chết đuối khổ hơn? Nếu mà chôn ở trên đồi khô thì là gì? Chết ngạt. Còn chôn ở dưới gì? Dưới ruộng con nước thì chết gì? Chết đuối. Nào, chết cái kia là gì? Chết do lửa cháy. Còn chôn dưới con nước là chết do gì? Chết đuối. Chết ở trên khô thì do gì? Chết ngạt. Chết cái nào khổ hơn? Bà cái nào cũng khổ các quý vị. Cái nào cũng khổ. Chứ đừng có nói là chết cái chết ngạt nó gì nó sướng hơn. Không có đâu. Hay là chết đuối gì no nước thì sướng hơn, được chết no. Các vị cứ ra uống, cho chập cái mặt của mình, úp cái mặt của mình vào cái chậu nước, uống cho vài hơi và không thở thì xem có sướng không? Không sướng. Vào phòng đóng kín lại hoặc đào một hố đất xuống, đem gì đậy cái nắp lên, có sướng không? Ở một tí dưới cái không thở được có sướng không? Không sướng. Mà ở đây, điều quan trọng Đức Phật dạy là gì? Sau khi chết, làm thế nào để cho thần thức ra khỏi thân thể trước khi đem thiêu, trước khi đem chôn? Đó là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta sau khi chết. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ. Còn Ngài Tịnh Không Pháp Sư dạy là gì? Ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ cho nó yên tâm. 8 tiếng đồng hồ trở lên thì yên tâm. Và không phải để không như thế, mà chúng ta gì? Trong cái giai đoạn đó chúng ta không được động vào thân thể của người chết. Trừ trường hợp mà bị tai nạn giao thông hay như thế nào đó, chúng ta phải đem họ về nhà, hoặc đem vào viện đem về nhà. Sau đó thì người chết rồi, chúng ta để nguyên một cái chỗ đó, chúng ta thì ngồi chung quanh, chúng ta niệm Phật cho họ. Thôi lúc chết ấy, lúc đấy thì tụng kinh nó không nghe được nữa, niệm Phật cho họ. Nhất tâm niệm một câu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả. Nhất tâm niệm như vậy 3 tiếng, theo Ngài Ấn Quang Đại Sư 3 tiếng. Vì thời Ngài Ấn Quang Đại Sư là thời chiến tranh, Trung Quốc đang có nội chiến và chiến tranh chống Nhật, cho nên cái thời đó thì không thể để lâu đến 8 tiếng được. Nhưng còn bây giờ là thời bình, Pháp Sư Tịnh Không dạy là nên để 8 đến 12 tiếng là tốt nhất. Và kinh nghiệm của chúng tôi ấy, có cái ban trợ niệm trong đạo tràng, chúng ta thường thường cứ 8 đến 12 tiếng thì thân thể của người chết đó nó mềm mại, thần thức nó ra đi một cái nhẹ nhàng, nó tươi hồng ra. Thậm chí là gì? Niệm Phật được 8 đến 12 tiếng, trước đó thì cứng đơ ra, mặt trợn lên, mồ má ra. Nhưng mà niệm Phật đến 8 đến 12 tiếng một cái thì gì? Mắt tự nhiên khép lại, không cần phải vuốt. Miệng tự nhiên cũng gì? Cũng mỉm nở nụ cười như là lúc còn sống. Da rẻ đang tái nhợt thì xanh xao, thâm tím, tím bầm ra. Dần dần cũng hồng hào như người còn sống vậy. Đó, cho nên đấy gọi là gì? Thần thức đã ra khỏi thân thể bằng một cách gì? Một cách hoan hỷ. Họ chấp nhận là gì? Thân họ đã chết, tâm họ không ở được trong thân nữa. Họ hoan hỷ đi ra một cách gì? Vui vẻ, hoặc đi ra nơi ngực, hoặc đi ra nơi gì? Con mắt, hoặc đi ra nơi đỉnh đầu. Họ ra ở nơi nào thì nó sẽ ấm ở nơi đó. Cuối cùng thì nó sẽ ấm ở nơi đó. Tức là A Lại Gia thức, nó ra nơi nào, mình gọi là thần thức, gọi là linh hồn đó, ra nơi nào thì nó sẽ ấm ở nơi đó cuối cùng. Trong kinh Đức Phật nói, và đặc biệt Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng hơi ấm mà gì? Lạnh hết thân thể mà ấm ở bàn chân thì vị đó chắc chắn đọa địa ngục. Lạnh hết các nơi mà ấm ở nơi đầu gối, vị đó đọa gì? Ngạ quỷ. Lạnh hết các nơi mà ấm ở gì? Ở nơi mông, tức là nơi thắt lưng của mình á, thì vào đường gì? Súc sinh. Lạnh hết các nơi mà ấm ở nơi bụng thì vào đường gì? Quỷ thần Atula. Lạnh hết các nơi mà ấm ở nơi ngực này á thì gì? Vào đường người. Lạnh hết các nơi mà ấm ở nơi vùng mặt này thì gì? Sinh lên trời. Lạnh hết các nơi mà ấm ở nơi đỉnh đầu thường sinh về cõi Phật. Đấy là cái gì? Cái biểu tướng mà trong Luận Đại Trí Độ nói về thần thức ra đi ở chỗ nào thì
hay đi vãng sinh phải có, nhưng đấy là điều gọi là tương đối thôi, tuyệt đối 100% thì không có đâu. Cũng có trường hợp ấm nơi đỉnh đầu, trợ niệm ấm nơi đỉnh đầu, nhưng đó cũng chưa chắc được vãng sinh về cõi Phật, mà chỉ về cõi lành thôi. Vì khi đó chúng nhờ vào cái câu niệm Phật của đại chúng trợ niệm cho nên thần thức của hoan hỷ ra đi nơi đỉnh đầu. Nhưng mà có do còn luyến ái, còn quyến luyến bằng một cái gia đình, vợ chồng, con cái hay vân vân gì đó, Phật đến họ không đi theo Phật, cho nên họ nán ở lại. Mà nán ở lại khi đó cơ hội đi rồi không còn nữa, thì họ phải sinh để sinh thiên hoặc sinh lại cõi người, có phúc báo đời sau, thì cũng có thể vẫn ấm đầu, ấm mặt, ấm ngực được. Đấy, trường hợp đó là trường hợp cá biệt, có thể xảy ra. Đó, cho nên không phải là 100% cái ấm đầu là vãng sinh Tây Phương đâu các quý vị. Nhưng mà chắc chắn trường hợp đó không bị đọa trong ba địa ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó, Ngài Tịnh Không Pháp Sư cũng khẳng định chắc chắn những trường hợp như thế không bị đọa vào ba đường ác đạo. Đó. Cho nên ở đây, Phật tử có câu hỏi này muốn báo hiếu cho bố mẹ thì nên khuyên bố mẹ như vậy. Và sau khi không chỉ Phật tử này mà tất cả đạo tràng chúng ta có người thân sau này mất đi hoặc chúng ta mất đi, bây giờ phải khuyến bảo con cái trước, người thân mình trước. Sau khi tôi mất đi, ông hay bà hay các con hay là bố mẹ đừng có gì vội vàng thay quần áo cho con, hay đừng vội vàng thay quần áo cho bố mẹ, vân vân. Mà hãy để yên như vậy để mời đạo tràng đến để tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là niệm Phật. Lúc đấy là niệm Phật là tốt nhất. Một câu hồng danh A-di-đà Phật hoặc A-mi-đà Phật là tốt nhất. Còn sau đó chôn xong rồi, mồ yên mả đẹp rồi mới bắt đầu chuyển vào tụng kinh Địa Tạng thì lại là tốt nhất. Để trợ duyên thêm cho vong linh thì tốt nhất. Vì mình sợ rằng cái vong đó chưa đủ phúc được đi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì ai là người được Phật Thích Ca Mâu Ni, được A-di-đà Phật phó chúc cho ở thế giới này cứu độ chúng sinh trong ba đường ác đạo nhỉ các quý vị? Bồ Tát nào? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên lão Pháp Sư Tịnh Không mới nói rằng dùng bằng con mắt tuệ của Ngài mà thấy rằng là trong cõi Nam Thiềm Bổ Châu này tất cả các vong linh chúng khổ ở trong ba đường ác đạo thích nghe nhất là kinh gì của nhà Phật? Các vị biết không? Kinh Địa Tạng. Đó. Cho nên hơn một năm qua chúng ta, đạo tràng chúng ta truyền bá bộ kinh Địa Tạng được vô lượng những lợi ích. Người bệnh có thể gì? Được lành nếu như mệnh người ta còn. Người chết ở trong địa ngục cũng được siêu thoát. Đấy, ở chùa chúng ta có trường hợp một bác ni vừa qua lên sư bác. Do tụng kinh Địa Tạng mà gì? Cứu được cha ở trong gì? Cha đọa trong địa ngục. Con đi là sinh viên lên chùa tham dự khóa tu và tụng kinh Địa Tạng. Mà một thời gian sau được cha báo mộng cho là gì? Là thoát khỏi địa ngục nhờ con tụng kinh. Cho nên cảm cái ân đức sinh thành của cha, cho nên á, đứa con không chỉ dừng lại ở đó mà gì? Mà phát nguyện bỏ học, phát nguyện xuất gia để báo hiếu cho gì? Cho cha, và báo hiếu cho lịch đại gia tiên của mình được tốt hơn, được sâu hơn. Rồi á, vừa qua có một trường hợp ở trên Vị Thủy đến nói với tôi khoảng hơn một tháng trước, nói rằng trước đây có bà mẹ bình thường thì bà cụ cũng sống cũng bình thường thôi, không phải là ác mà cũng không phải là gì, là tín Phật và theo Phật. Nhưng mà khi bà cụ bị bệnh ung thư, bà cụ ốm, bà cụ hơn 70 tuổi, 78, 79 tuổi đó, thì bà cụ ốm nặng, bị bệnh ung thư ốm nặng, bà cụ đau quá, rên rết suốt ngày. Cho nên đạo tràng mời đạo tràng đến để tụng kinh niệm Phật cho. Thế tụng kinh Địa Tạng cho 7 ngày và hồi hướng, lại vào cả đây làm sớ hồi hướng tụng kinh Địa Tạng cho nữa, vào hàng tuần nữa, hàng tuần tụng kinh Địa Tạng nữa. Thế là về bà cụ đỡ đau, gần như không còn đau nữa. Cho nên lúc đó thì con cháu khuyên bà cụ niệm Phật, bà cụ hoan hỉ lắm, niệm Phật. Niệm Phật được 2-3 ngày thì bà cụ nhẹ nhàng ra đi. Sau khi ra đi rồi thì làm ma cho cụ. Là ma cho cụ thì các Phật tử với là hàng xóm láng giềng đến phúng viếng, được hơn 10 triệu. Thế làm ma, làm hỏa táng rồi xây mộ cho cụ đàng hoàng rồi. Thế còn thừa đâu 4 triệu mấy. Thế gia đình vào là thôi, cái tiền của cụ làm ma cho cụ còn thừa đó chúng con không có tiêu.
đem cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu cho cụ, và còn hơn 1 triệu thì phóng sinh và ấn tống kinh Địa Tạng. Thì tôi bảo được, được, nghĩ được và làm được như thế thì quý lắm, không có cái gì hơn cả. Và bảo các sư làm sớ để hồi hướng cho cụ. 3 hôm sau, đứa con dâu nằm mơ thêm một giấc mơ rất kỳ lạ. Các vị biết cô ấy vào vừa kể vừa khóc cho tôi mơ đấy thế nào, mà hỏi rằng mơ thấy như thế, một lần như thế, nghĩ rằng là do mình mệt, có mình ngủ, nó thiếp đi thôi. Mơ thấy là mẹ của mẹ chồng của mình sau khi chết đi, do trước đây bà cụ là không có tin Phật cho nên không tu được nhiều công đức, cho mà phải nuôi con nuôi cái, cho nên cũng phải làm nhiều việc ở thế gian, là cho là việc bình thường thôi. Ví dụ là nuôi con gà, con lợn đem đi bán hoặc là giết thịt ăn, đó là chuyện bình thường ở thế gian, đúng không? Thế gian đó là chuyện bình thường các cụ ạ, các Phật tử ạ. Nhưng mà đối với Phật đó thì không được, nhưng mà đối với thế gian thì đó là chuyện bình thường. Nuôi con gà thịt cho cả nhà ăn, đó là chuyện bình thường. Nuôi con lợn thì gì, đem bán, đó là chuyện bình thường, nông dân mà, đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên là cô con dâu nhìn thấy mẹ của mình mất đi, bắt đầu là vào gì, vào trong đối trước cái điện tiền là gì, 5 vị Diêm Vương, vì này nói là có 5 vị quan đổi cái mũ cánh chuồn gọi vào, và rồi có quỷ ngưu đầu ngục tốt, nó gọi lôi mẹ con vào là nó tra khảo và nó đánh đập một trận. Mẹ con sợ quá, chỉ có gào khóc thôi. Con thấy như thế con sợ quá, bắt đầu con mới niệm Phật. Con mới khuyên mẹ con là mẹ ơi mẹ niệm Phật đi. Thế khi mà cô con dâu á, mơ thấy là bảo khuyên mẹ niệm Phật và bảo mẹ mẹ niệm Phật đi một cái, thì tự nhiên là thấy thì quỷ nó không đánh nữa. Và cho vào tra hỏi, thì bắt đầu vào tra hỏi một cái thì có một cái vị mặc áo đỏ, tức là 5 vị quan, nhưng mà có vị thì mặc áo xanh, vị mặc áo hồng, vị mặc áo đỏ, vị mặc áo tím, vị mặc áo trắng. Thì cái vị mặc áo đỏ ngồi trên cao nhất á, giở sổ ra bảo nói nhì nhằng cái gì vài câu á, thì liền là bảo gì, bảo với các vị quỷ thần ở dưới là gì, phóng thích cái tội nhân này, phóng thích cái bà cụ kia. Vì sao? Vì con cái ở trên trần gian đó đã làm cái việc phúc thiện, đó là đem cái tiền phúng viếng sau khi làm ma đó cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và ấn tống kinh sách, phóng sinh tu phúc hồi hướng cho mẹ, cho nên công đức của bà cụ rất lớn, đáng được sinh thiên. Cho nên là gì, ngay sau câu giấc mơ đó thì đứa con dâu nó tỉnh dậy và vào hỏi tôi cái giấc mơ đó như thế nào. Tôi bảo là cái này tôi không dám khẳng định vì đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà nếu về cô phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, mà còn mơ thấy một giấc mơ tương tự như thế, hoặc rằng một giấc mơ khác, thì vào đây nói với tôi, thì tôi có thể xác chứng cho. Và cô con dâu về phát nguyện tụng kinh đúng 7 ngày sau, thì vào cái tối ngày thứ 7, cô ấy mơ thấy một giấc mơ hoàn toàn khác. Đó là sao? Cô ấy mơ thấy là tự nhiên ở trong nhà mình nó sáng trưng rực rỡ ra. Và có một người con trai rất là đẹp, mặc quần hoa áo gấm rất là đẹp đến nhà, và nói rằng ta chính là gì? Là mẹ chồng của con. Ta đã được sinh lên cõi trời Đao Lợi, và nay thì đi về để báo cho con biết, báo cho gia đình biết. Và xong cái giấc mơ đó thì cô cũng tỉnh lại và vào nói với tôi. Thì sau đó tôi mới ấn chứng rằng cái câu chuyện này, mơ lần thứ hai mà do phát nguyện mơ lần thứ hai như vậy, tôi mới ấn chứng rằng vậy thì chắc chắn bà cụ nhà mình không bị đọa trong 3 đường ác đạo nữa. Còn có rất rất nhiều những cái câu chuyện nói về những cái chuyện linh diệu, màu nhiệm của rừng, của sự trì thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng ấn tống kinh sách Bồ Tát Địa Tạng, màu nhiệm lắm các quý vị. Cho nên là cái trường hợp này thôi thì Phật tử này thì cũng tùy duyên về khuyên bố mẹ, nếu bố mẹ nghe ra thì tốt, còn không nghe ra thì tùy duyên, tùy cái phúc phần đi. Còn nếu mà đủ duyên mà nhập tháp báo ân được sau khi mất thì
tốt lắm. Cái việc gì không tốt không bao giờ chúng tôi làm cả. Nó rất tốt chứ không phải là tốt vừa vừa. Đó. Thì thời gian hôm nay nhiều câu hỏi cho nên không có đủ thời gian để trả lời nhiều. Nhưng mà cứ nói vắn tắt như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng, A Di Đà Phật, con xin bạch Thầy, con là Hà Thị Loan, thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, thành phố Hà Nội. Con xin Thầy cho con một lời pháp nhũ gia đình con, sang cát cho mẹ con ngày mùng 9, mùng 10 tháng 11 năm 2016. Lúc đào huyệt thì con thấy áo quan của mẹ con có 3 vòng sắt 6, 3 vàng sắt hay là 3 vòng sắt, 6 quấn, quanh có quấn quanh áo quan 3 vòng sắt, 6 quấn, 3 vòng sắt 6 quấn quanh áo quan, có siết rất chặt. Con bạch Thầy, sự việc như vậy thì có vấn đề gì không ạ? Và con phải làm thế nào? Vì từ ngày mẹ con mất, chúng con làm ăn sa sút và còn rất nhiều công nợ. Anh em cãi nhau, họ hàng chửi bới con. Con xin cảm ơn Thầy. Cái này thì cũng có thể là do sơ suất cái khi gia đình nhà mình thôi. Trước khi mà cụ mất thì đem chôn thì có khi lại dùng cái sắt sáu để quấn vào cái quan tài, hoặc là do gì? Do lúc đó có thể là ông thầy cúng, ông thầy pháp, ông hướng dẫn cho làm như thế để cho gì? Cho ma nó khỏi về, nó bắt người thân chẳng hạn, vân vân. Có không? Có. Nhiều trường hợp cái ông thầy pháp nó làm những cái việc quái dị lắm các quý vị ạ. Nó chói chân, chói tay. Nó dùng bùa nó để dán vào mặt, dán vào mồm, dán vào ngực, dán chân, dán tay, rồi dán lên cả ngoài mộ quan tài để cho gì? Mục đích là không về để bắt con đưa cháu đi đi tiếp theo được, tức là không bắt con, bắt cháu chết theo được. Nhưng mà có khỏi không? Không. Đấy. Cho nên trường hợp này cụ ấy hỏi rằng thấy như vậy thì có thôi, không có gì lạ, chuyện nó qua rồi. Thôi đừng có suy nghĩ làm gì, điều quan trọng nhất là bây giờ. Điều quan trọng nhất là giải quyết sự việc bây giờ, là Phật tử này nên gì? Phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia đình nhà mình, tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để hồi hướng siêu độ cho các cụ, mong cho hương linh các cụ sớm được siêu thoát. Rồi qua những pháp hội như thế này, hãy làm sớ, làm bài vị để cúng cho các cụ nữa, trợ duyên cho chư tăng và đại chúng cũng hồi hướng cho sớm được siêu thoát là tốt nhất. Và những pháp hội tụng kinh Địa Tạng 23, 22, 28 hàng tháng nữa, chúng ta nhất tâm để hồi hướng cho thì cũng hương linh của cụ nhanh thì siêu thoát là tốt nhất. Thế không phải lo gì nữa cả. Lo thì cũng chả giải quyết gì, điều quan trọng giải quyết. Một việc nữa, một Phật tử nó hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Cuối tháng này gia đình con sẽ sang cát cho chồng con. Con xin Thầy bố thí cho con một số điều ạ. Theo đạo Phật thì công việc này con cần phải chuẩn bị những gì ạ? Con kính bạch Thầy. Đấy, làm như Phật tử lúc nãy thì khen làm đúng ấy. Từ giờ đến hôm đấy cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Đến hôm ấy bắt đầu làm, trước hôm làm á, ra ngoài đó thì tụng kinh Địa Tạng nó dài, tụng trước đi. Ra ngoài đó chỉ cần trì một biến hoặc ba biến đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật xong bắt đầu gì? Cho đào huyệt mới và cho phá nấm. Phá nấm xong đến cái quan tài xong một cái thì moi hết đất ở trên đi, để nguyên đấy không được bật ra. Mà xem vào cái giờ tốt, thường thường là chiều hôm trước người ta phá nấm đào huyệt. Và để nguyên đấy, căng áo mưa ni lông, căng bạt lên trên, thắp hương 24/24 cho đến khi mà làm xong. Đến cái giờ tốt và đêm hôm đó thì bắt đầu bật ván thiên và khi đó chúng ta làm. Nhưng cũng phải các Phật tử chúng ta, mùa này là mùa hay thay áo cho các cụ gia tiên và người thân đã qua vãng. Chúng ta cũng phải đề phòng là gì? Ở cái nơi đất nó gì, nó xấu. Hoặc là gì? Hoặc là khi cái người đó lúc bệnh do uống sâm hoặc là chuyển hóa chất, cho nên nó chưa tiêu hết. Thì lúc đó đừng có đi mà cầm dao mà cắt mà cứa mà xẻo ghê lắm. Mà lúc đó gì? Chúng ta phải bàn nhau ngay lập tức để một cái phương án thứ hai. Đó là đem đi gì? Hỏa thiêu. Đem đi thiêu. Được không? Được. Rất tốt.
đem đi thiêu, chứ đừng có như trước đây, vì trước đây đó không có cái chỗ thiêu thì chúng ta phải gì, phải cắt, phải xéo. Tôi nghe một số người á, ở Sơn Đông nếu có này, đến kể với tôi là nhìn mà rợn hết cả người, ghê lắm. Về cái người làm cái việc đó, về một nửa tháng không ăn được cơm, ghê quá. Cứ bầy nhầy, cứ cầm cái dao xẻo từng tí này, cắt cổ ra này, cắt tay, cắt chân ra để thì mới xẻo mà nó mới được. Chứ còn để cả thế thì không vừa, không cái tiểu nào vừa. Cho nên là mấy tiếng đồng hồ cứ xẻo 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 như thế, kinh lắm, ghê lắm, không an toàn. Lúc đó chúng ta thấy như vậy và vẫn quyết định làm á, thì đậy nắp áo quan lại, liên hệ với lò thiêu. Bây giờ ở khu vực Sơn Tây thì Ba Vì, thì Phúc Thọ vân vân có lò thiêu ở trên trên Ba Vì rồi, làm rất nhanh, rất sạch sẽ. Mà ở mạn dưới thì đến lò thiêu Văn Điển họ làm hết, không cứ là phải thì phải người mới chết họ mới làm đâu, giờ họ phục vụ hết đó. Đấy cũng là một cái phương án hai cho các Phật tử chúng ta trong gia đình dòng họ, nếu có làm việc đó không may gặp trường hợp như thế thì chúng ta vẫn quyết làm, thì cứ thế mà làm đó, cứ thế mà làm đó. Sau đó thì bắt đầu rồi, cái lúc mà làm thì lúc mở bán thiên ra thì chúng ta chỉ cho biến đại bi và niệm Phật, hoặc niệm Án Mani Bát Minh Hồng, tùy theo. Niệm Phật cũng được, niệm Án Mani Bát Minh Hồng chú Quan Âm cũng được, hoặc niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, miễn là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát và thần chú Phật của Bồ Tát. Làm cho làm xong một cái đem sang gì, chôn vào chỗ mới, thì chôn xong thì bắt đầu chôn chúng ta chỉ bị biến đại bi thập chú là càng tốt, không thì chúng ta bát nhã và niệm Phật xong thì hồi hướng Tam Tự Quy. Khi mà chôn xong lên rồi, niệm Phật Tam Tự Quy thì là xong. Sau đó xây ốp lại, thì buổi chiều lại thì chúng ta nên có một cái khoa cúng, gọi là cúng ở thế gian này, gọi là gì, gọi là cúng nhập mộ, cúng hoàn long mạch, cúng lại như thế cho nó yên, vì sợ rằng cái vong họ chưa được giải thoát thì phải có cúng nhập mộ, để cho gì, cúng nhập mộ chính theo cái nghi thức của thế gian. Chúng ta có nghĩa là kính cáo với thần linh thổ địa, với cái thần, cái vị thần mà cai quản cái gì, cái nghĩa trang đó, cái thần quản trang đó là gì, là cho người nhà mình xin được nhập khẩu về rồi chỗ này là chỗ gì, chỗ mới. Giống như người chúng ta còn sống này, chúng ta mua đang ở nhà chỗ này mà chuyển nhà đến chỗ khác, chúng ta có phải trình báo tổ trưởng tổ dân phố không các quý vị? Ở thôn có báo cáo với trưởng thôn, với công an xã không? Có, đúng không? Chúng ta phải đăng ký tạm trú tạm vắng ở đấy chứ. Thì ở dưới Quay Âm cũng thế, cái nghi thức cúng nhập mộ nó chính là cái nghi thức giống như ở trên trần gian, chúng ta gọi là thông báo với, đăng ký tạm trú tạm vắng, thông báo với tổ trưởng tổ dân phố hoặc là gì, hoặc ông trưởng thôn là chúng ta chuyển từ nơi này về đây để ở rồi á. Thông qua công an xã, công an phường chúng ta đăng ký gì, tạm trú tạm vắng hoặc nhập khẩu vân vân đó. Cái nghi thức đó chúng ta không được bỏ qua, phải làm đó, phải làm. Tốt nhất là tới đây phòng thông tin đó, soạn ra cái khoa đó cho các Phật tử chúng ta đạo tràng đó, chúng ta tự đọc với nhau được, không phải nhờ ông thầy cúng nữa, nó đơn giản thôi mà. Cái cúng đấy đạo tràng đọc được. Bây giờ Phật tử chúng ta có các đạo tràng là trưởng phó đạo tràng mà, hoặc là các đạo tràng chúng ta Phật tử đều biết chữ rồi, soạn ra cái đó một cái đạo tràng đến làm từ A đến Z theo Phật pháp luôn, khỏi với ông thầy cúng nó bùa bèn rồi yểm yết cho, rồi cuối cùng thì sau này là lo mà khổ thêm ra. Thôi chắc là tới đây thầy chỉ đạo làm cái đó cho đạo tràng chúng ta ha. Cái gì cứ lợi ích cho mình một cái là vỗ tay rôm rốp ra. Cứ phải có lợi ích cho mình mới vỗ tay cả. Đây là cái bản năng đấy, bản năng con người chúng ta. Cái các cụ nói ngày xưa nói là cái gì, bản năng con người chúng ta cứ lợi ích cho mình là chúng ta sướng, chúng ta vỗ tay. Còn lợi cho người khác thì cứ ngồi nghe thôi, kệ xác. Thôi nói vui thì thôi, chúng ta cười tí cho nó đỡ phải căng thẳng, đỡ buồn ngủ ha. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con được biết chùa mình đang xây dựng đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới. Con muốn phát tâm cúng dường thì phải làm như thế nào ạ? Ôi dồi, đơn giản thôi. Quá đơn giản mà cũng phải hỏi nữa.
Trên chùa cũng có gì ạ? Có nơi tiếp nhận công đức xây tượng ở ngoài kia cũng có. Hoặc là không gì? Bạch thầy cũng được, có sao đâu. Nếu mà sợ không dám bạch thì gặp các sư cô, các sư ông, các sư bác cũng được. Hoặc nếu mà sợ không gặp nữa thì mình cứ thành tâm lên Tam Bảo, lễ ba lễ và gì mình phát nguyện với Phật là gì? Con biết được cái thông tin nhà chùa đang muốn, đang làm tượng như thế, con thành tâm có như thế, vì gì thiên Phật tổ chứng minh cho rằng đem bỏ vào hòm công đức, thế cũng được mà, có gì đâu. Tâm xuất Phật chứng, đâu có cứ gì là phải gì, phải thầy biết tới đấy, thì chúng ta mới gì, mới có công đức đâu. Không quan trọng cái điều đó. Giờ đây thì cũng Phật tử hỏi thì thầy cũng nói thêm cái tùy theo. Nếu mà chúng ta có điều kiện mà cũng được một cái cột á, thì cái phúc này nó tất nhiên. Ngày xưa các cụ bảo làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm, công đức rất là lớn. Chúng ta có điều kiện, ngày xưa các gia đình, các dòng họ và Phật tử nào có điều kiện lắm, họ cũng được một cái cột, cột chùa, cũng được một cái cột chùa, thì cái cột đó chính là gì? Gọi là cái cột ở trong nhà cây, gọi là cái trụ, trong nhà chùa cây gọi là cái trụ, trụ tức là cột, cái cây phúc, cũng được một cái cột tức là gì? Đã trồng một cái cây phúc đó, bao giờ cái ngôi chùa đó còn, người lễ bái còn, sư trụ trì còn, người tụng kinh niệm Phật còn, người lễ bái á, thì cái phúc của chúng ta gì? Vẫn còn. Trừ rằng bao giờ ngôi chùa đó bị đốt, bị phá và san bằng đi để làm nhà trẻ, làm trường học, làm nơi gì, làm nơi công ty vân vân thế này khai thác, thì cái phúc của chúng ta gì? Có thể mới mất đi thôi. Nhưng nó mất ở cái chỗ đấy, nhưng mà nó lại sinh ra ở chỗ khác rồi. Vì chúng ta được phúc báo, chúng ta lại gì? Lại được sinh vào gia đình giàu có, giàu sang, quyền quý, chúng ta lại cúng được tiếp những cái ngôi chùa khác, làm được nhiều việc phúc tiền khác, thì chúng ta lại gì? Lại được trồng được ngôi phúc khác lớn hơn rồi. Đó. Nó mất đi chỗ đấy nhưng mà nó lại sinh lại chỗ khác. Cho nên cũng không phải là nói là mất, nhưng mà không phải là mất đâu các quý vị. Mà hiếm những cái ngôi chùa mà bị mất như thế lắm. Ngôi chùa nào càng là cái ngôi chùa Hoằng Pháp, tức là cái ngôi chùa đó dành cho các Phật tử tu hành chân chính, tăng ni đều tu hành chân chính, đông người đến thính pháp và học hỏi giáo lý của Đức Phật để cùng tu hành á, thì phúc của chúng ta càng lớn. Đó. Cũng là xây dựng một ngôi chùa, nhưng ngôi chùa cả năm có khi chỉ mở cửa vào mùng một ngày rằm thôi á, và ngày lễ ngày Tết thôi á, thì phúc chúng ta thì sẽ kém hơn. Giống như chúng ta có hạt giống tốt nhưng mà đem trồng vào cái mảnh đất gì ạ, khô cằn, thì chúng ta biết cái cây nó phát triển thế nào nhỉ? Rất gì? Rất yếu. Nhưng cũng là có cái hạt giống tốt, nhưng đem trồng vào cái nơi gì, ruộng đất phì nhiêu, thì cây chúng ta sẽ phát triển gì? Rất tốt. Tương tự như vậy, đó là gì? Cũng là một đồng tiền đem đến cúng dường. Ngài Tịnh Không nói là cúng dường cho bậc chân tăng, để hoằng dương Phật Pháp, phúc đó vô lượng. Cúng dường cho những kẻ gì? Những kẻ ác tăng, ấy lại không có phúc, ngược lại lại còn gì? Đọa theo họ nữa. Cái này tôi nghe Hòa Thượng nói tôi giật mình. Trước đây tôi thì tôi cứ giảng cho Phật tử là cúng giảng bất cứ cho vị tăng nào đều có phúc. Nhưng mà sau khi nghe Hòa Thượng nói như vậy, tôi cũng phải giật mình và xem xét lại và suy nghĩ, Hòa Thượng nói như vậy có đúng không ta? Nghĩ lại cũng đúng thật. Nếu như mà một cái vị ác tăng, họ lợi dụng Tam Bảo để xuất gia nhưng không tu đạo, xuất gia ở trên gì? Thân thể hình tướng, coi là gì? Đầu thì cạo trọc, thân thì mặc gì? Pháp y của Phật. Nhưng mà cái việc làm thì gì? Tà. Việc làm tà, bất chính. Cho nên kẻ đó chắc chắn sẽ gì? Sau khi mất đi sẽ làm thân trâu ngựa, đọa vào trong gì? Tam đồ khổ để mà kéo cày trả nợ. Và chúng ta biết họ là những cái kẻ gì? Ác tăng. Mà vẫn cứ theo, vẫn cứ gì? Mê, vẫn cứ theo và cung cấp cho họ. Gọi là tòng phạm. Pháp luật nhà nước gọi là gì? Biết mà vẫn gì? Biết là kẻ đó là tội phạm, nhưng chúng ta vẫn che giấu và vẫn cung cấp, vẫn nuôi dưỡng họ, gọi là tòng phạm. Như vậy, khi mà pháp luật mà tra xét ra, kẻ kia bị tù 10 năm thì ta ít nhất cũng gì? Cũng 3, 5 năm, 3 hoặc 5 năm. Đó.
Cho nên tôi nghĩ lại cái quy luật vận hành của nhân quả Hòa Thượng nói đúng thật. Trước đây mình cứ nghĩ là cúng dường cho tất cả các sư, xây dựng tất cả các chùa, chùa nào có phúc. Nhưng mà nghe Hòa Thượng nói như vậy mình phải xem xét lại quy luật vận hành của nhân quả, mà thấy rằng nếu một cái ngôi chùa xây dựng lên chỉ để kinh doanh, tức là gì? Kiếm tiền, thu lợi, có phúc không? Không có phúc. Ngược lại, còn có tội. Đó. Xây chùa mà có tội, thời mạt pháp này, chúng ta không khéo, chúng ta bỏ tiền ra xây làm chùa tô tượng đúc chuông mà có tội, có tội. Biến cái nơi gì? Thanh tịnh cửa Phật thành cái nơi kiếm tiền, thành cái nơi kinh doanh. Như vậy là gì? Tiếp tay cho giặc, phá gì? Tiếp tay cho ma, phá chỗ thanh tịnh của tu hành của Tam Bảo. Như vậy, Hòa Thượng nói, tôi giật mình và xem xét lại, có thể đúng như vậy, mà chắc chắn, theo luật nhân quả là đúng như vậy thật. Cho nên nay chúng ta cũng phải xem xét và suy nghĩ cho kỹ, phải tìm hiểu. Chứ không có là sau này, khi mà chúng ta làm việc phúc, nhưng mà lại bị tội thì lại đổ cho Phật, thì không được, cũng không được. Chứ còn ở đây, chúng tôi không dám nhận là ở đây chúng tôi là gì? Một ngôi chùa thanh tịnh hoàn toàn. Đã khi sống với đại chúng thì cũng có người này, người khác. Thời Đức Phật còn tại thế vậy mà. Đức Phật còn có nhóm đệ tử lục quần tỷ khiêu tăng, lục quần tỷ khiêu ni, luôn luôn phá ngài, luôn luôn phá ngôi Tam Bảo cơ mà. Đấy cũng là ma chướng gì? Ở cuộc đời này, thế gian này nó như thế đấy. Ngài, các ngài cũng muốn thể hiện cho chúng ta thấy thời chính pháp còn gì, còn như thế. Thời Phật còn tại thế mà còn có những kẻ ác đạo nương vào cửa Phật để phá pháp của Phật như vậy, huống chi thời mạt pháp. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải có trí tuệ, mà phải hộ trì Tam Bảo cho nó gì, cho nó chuẩn. Làm một Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết hộ trì Tam Bảo bằng cách làm gì? Chư tăng không có chỗ ở, Phật tử tại gia chúng ta có trách nhiệm để cúng dường xây dựng chỗ ở cho chư tăng tu tập và hoằng pháp. Điện thờ Phật tức là mình gọi là chùa đó, Việt Nam chúng ta gọi là chùa đó, hư hỏng xuống cấp, tín đồ Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm để cùng nhau góp của góp công để tu sửa lại, làm cái ruộng phúc điền cho nhân gian, cho chúng sinh, cho thiên long bát bộ quy hướng vậy. Tranh ảnh tượng Phật mà hư hỏng trong kinh Địa Tạng nói là cũng nên gì? Tăng ni Phật tử thời mạt pháp này cũng nên cùng nhau tu sửa lại để làm cái chỗ quy thú cho tín đồ Phật tử lâu dài về sau, khiến cho biểu pháp của Phật là gì? Được trụ thế lâu dài thì chúng sinh sẽ có nơi để nương tựa vào để bỏ ác làm lành, lánh chư hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường để cho tội diệt phúc sinh. Sau khi xả bỏ báo thân không bị đọa vào ba đường ác đạo mà thường được sinh gì? Trời người, thậm chí là sinh về cảnh giới an lạc của mười phương chư Phật. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, chúng tôi không dám khẳng định là ở đây chúng tôi hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà nhìn đạo tràng, nhìn việc làm thì các quý vị biết, tuy không phải là một nơi hoàn toàn thanh tịnh như thời Đức Phật, nhưng dù sao, chúng tôi cũng không hành tà đạo ở trong cửa Phật. Chắc chắn điều đó là điều chắc chắn rồi. Không hành tà pháp, không mượn danh nghĩa của Phật để kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền ở trong cửa Phật. Đời sau tôi không biết. Nếu tôi còn sống ngày nào, còn trụ thế ngày nào, thì bất cứ một ngôi chùa nào tôi trụ trì, không cho phép là biến ngôi chùa thành cái nơi cơm áo gạo tiền, mà phải biến thành, phải làm một cái nơi để cho tín đồ Phật tử và bà con nhân dân hướng tâm để học đạo, bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện. Còn ở đâu đó người ta có bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, người ta cố tình không hiểu, hoặc người ta cố tình không hiểu thầy trò chúng tôi hoặc đạo tràng chúng ta, thì đấy là quyền của họ. Quyền của họ, mỗi người đều có cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nhưng họ phát biểu phải đúng thì họ mới có phúc. Phát biểu không đúng, sai sự thật, bịa đặt đó thì họ sẽ bị gì? Quả báo,
vì luật nhân quả sẽ chi phối họ. Đấy là việc của họ. Điều quan trọng, đối với tôi điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì? Y giáo phụng hành, nương vào tam tạng thánh điển của Phật để mà tu tâm dưỡng tính. Trước hết là phải tu cho bản thân mình, sau mới có thể giáo hóa được người. Đó. Cho nên là cái này thì các vị là bảo cúng như thế nào cho đúng pháp. Ba la mật là gì? Là đúng pháp nhất. Ba la mật nghĩa là sao? Tức là mình không thấy mình là người đứng lên, lên cúng. Không thấy cái pho tượng Phật này là gì? Là chỗ để cho mình gì? Mình phải cúng. Hay là không thấy gì? Ông sư phải đứng lên nhận thì mới là gì? Đối tượng để cho mình cúng. Hoặc là gì? Thậm chí không thấy đồng tiền mình, không thấy tướng của mình á, chấp vào đó cái tướng của mình đồng tiền, phải có đồng tiền của mình, pho tượng mới làm được, vân vân đó. Tức là không thấy mình là người cúng, không thấy Phật và sư là người nhận, và không thấy tiền là cái hình tướng tiền là của mình cúng vào đó. Cúng dường như thế là cái cúng dường cao tột nhất, gọi là cúng dường gì? Ba la mật. Cúng dường đó tức là học theo gì? Mười phương ba đời chư Phật đã từng cúng dường. Mà cúng dường như thế phúc báo vô lượng, không thể tính đếm hết được. Cúng là đồng tiền bỏ ra cúng dường. Nếu chúng ta còn chấp là gì? Bạch thầy, con cúng dường một pho tượng. Gọi điện cho thầy, thầy có ở nhà không thì con lên cúng. Bà bảo thầy có ở nhà thì con mới lên, thầy không ở nhà gì con không lên, là thầy nhà con mới lên. Có không? Có. Có một vài Phật tử, một vài đạo tràng trước khi lên cúng tượng gọi điện trước hỏi thầy có nhà không, thầy bảo không. Bảo, hôm nào thầy ở nhà? Bảo có việc gì không? Bảo con muốn lên cúng tượng. Thế bảo lên cúng tượng thì có các sư ở nhà, có các thầy ở trên trực chi khách, rồi có các thầy trực gì tam bảo, các thầy tiếp nhận. Các vị có đưa cho tôi cũng đưa cho các thầy mà, tôi có cầm đâu. Các vị biết tôi mấy năm nay tôi không cầm tiền mà. Xong rồi tôi lại phải đưa cho các thầy đi vào sổ để ghi sổ rồi hồi hướng cho các quý vị. Tuy các quý vị cầu cúng dường vô tướng, nhưng mà đã bảo á, đã đem lên ghi vào, chúng tôi đều bảo ghi vào sổ để cho biết để gì. Chư Tăng còn hồi hướng, cầu Phật Bồ Tát gia trì hồi hướng cho. Tôi có giữ đâu. Mà thậm chí chẳng có mà giữ, vào cửa trước nó ra cửa sau, nó ra cửa sau nó ra chỗ nào? Ở kia kìa, các quý vị ra được xem kia kìa. À. Mấy tháng trước chúng ta lên dự pháp hội, mấy tháng trước còn ở dưới gì ạ? Âm ở dưới gì? Ở dưới đất 2-3 mét. Nhưng 3-4 tháng sau lên các vị phải ngước lên mới nhìn thấy gì? Mới nhìn thấy Ngài rồi, nhưng mà Ngài chưa đâu, Ngài chưa thấy hình tướng của Ngài đó. Bây giờ mới đang chỉ là đang cái đế thôi, đang là cái tòa để gì, để Ngài ngự lên thôi. Sau này á, sau đó chúng ta phải đến, phải đứng tít ở ngoài kia là phải ngước lên mà, ôi Nam Mô A Di Đà Phật, quý hóa quá, Ngài trang nghiêm quá, tố hảo quá. Và chúng ta khởi cái lòng thành kính, thấy mình là một gì, một chúng sinh nhỏ bé, Ngài là một đấng gì, một đấng giác ngộ cao cả. Chúng ta phải nép ở dưới chân Ngài, quỳ dưới chân Ngài, thậm chí là đi vào trong lòng Ngài. Tôi làm cái pho tượng này, các vị biết rồi, tôi có rất nhiều những cái suy tư làm thế nào để cho Phật tử đã có cái lòng thành kính nhiều nhất. Bình thường trước đây chúng ta gì ạ, chỉ đứng trước, quỳ trước chân tượng, quỳ trước tượng của Phật đó để mà gì, mà lễ, mà cầu xin, đó là gì, từ bên ngoài mà có. Nhưng bây giờ tôi muốn làm sao mà chúng ta phải đi một bước từ bên ngoài mà có, mà gì, chúng ta vào hẳn ở bên trong mà được, vào trong lòng Phật mà được. Vào trong lòng Phật là sao? Chúng ta đi vào đó không phải vào để chơi. Không phải vào để chơi các quý vị. Tôi nghĩ để nghĩ nát óc ra rồi đấy. Tôi nghĩ nát óc ra được một cái bài pháp không cần lời. Vì bây giờ tôi còn sống, tôi còn để ba tấc lưỡi, tôi còn nói pháp cho các vị nghe được. Nhưng sau khi sau này một mai tôi mất đi, tôi không thể nói được nữa. Cho nên tôi dùng cái bài pháp không lời, đó là sao? Các quý vị muốn nhìn thấy lục đạo ư? Trong kinh Phật nói là cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ư? Đi xuống cái tầng âm, tức là xuống tầng hầm á, chui vào đó. Nhìn thấy cái cảnh khổ trong địa ngục như thế nào? Tôi lên một cái đề án, đó là gì?
làm lục đạo luân hồi ở dưới tầng âm, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, làm 18 tầng địa ngục cho các quý vị thấy nó hiện ở ngay ở trong lòng gì, ngay trong lòng ông Phật. Mà lòng ông Phật thì không phải là trên, là phần gì, phần dưới thấp nhất của cụ Phật đấy. Vì trong kinh Đức Phật nói là gì, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Giác ngộ thì gọi là Phật, mê lầm thì gọi là gì, chúng sinh. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm Bài Khai Thị ngài nói rõ rồi. Cho nên trong một cụ Phật có đầy đủ cả gì, cả hình tướng lục đạo. Trong một cụ Phật có đầy đủ cả gì, tướng trang nghiêm thanh tịnh của cảnh giới gì, cảnh giới Tây Phương, và cảnh giới gì, tịnh độ của chư Phật chư Bồ Tát. Muốn biết được cảnh khổ của lục đạo như thế nào, đi một vòng ở dưới tầng âm á, thấy hết. Ai mà gì, ai mà cứ ngang ngang đi vào trong địa ngục, tôi phải làm sao 18 tầng địa ngục nó phải rùng rợn một chút. Ánh sáng ở trong đó nó không được sáng quá, nó hơi tối tối, giống như cái cảnh ở trong phim về địa ngục á. Ai đi vào đó một mình thỉnh thoảng là gì, mà vào đó mở cái tiếng nhạc thì nó rên khừ khừ một chút nữa thì càng ghê. Đó. Tôi nghĩ hết rồi. Đó. Cái đầu của tôi ấy, nó nghĩ ra hết cái đó rồi, bây giờ thở chứ cứ việc làm thôi. Làm cái ý tưởng của tôi và sau đó thì đấy là bài pháp không lời của tôi. Sau này cái pho tượng là bao giờ vẫn còn sừng sững trụ ở tại đất nước Việt Nam này, ở đất Sơn Đông này, tại chùa Khai Nguyên này. Chúng ta đến đó, vào đó. Đó là bài pháp của tôi đang thuyết đấy các quý vị. Lúc đó không ai nhìn thấy tôi nữa. Không còn nhìn thấy tấm thân của tôi nữa, không nghe thấy lời pháp thoại của tôi nữa. Thì các vị đi trong đó, nếu nhìn thấy cảnh địa ngục mà biết sợ, ôi dồi ôi, địa ngục sợ thế này cơ á. Thế này thì mình phải gì, mình mà không kéo làm ác sau này mình chết, mình đọa vào đây thì chết. Cho nên thôi, từ nay trở đi về gì, không nói dối nữa, không nói sai sự thật nữa, không nói lời thêu diệt nữa, không nói lời hung ác nữa, và thậm chí gì, không tà dâm nữa, không uống rượu nữa, và phải làm một con người tốt thôi. Sợ lắm, đọa vào đây thì sợ, đây mới là mô hình thôi mà đã sợ thế rồi, mà đọa vào đây thì còn khủng khiếp nữa. Cho nên thì họ về là họ bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Một bài pháp vô hình có gì, có lợi ích đấy các quý vị. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này chưa một ngôi chùa nào làm được điều đó. Ở Việt Nam chúng ta và ở Trung Quốc chúng ta thấy một vài cái điểm du lịch họ làm cái điều đó. Nhưng đấy là nơi du lịch sinh thái, nơi du lịch vắng cảnh. Còn đây là một ngôi chùa. Một ngôi chùa hoàng pháp, cả bằng về gì, mặt gì, mặt ngôn ngữ, và cả về mặt gì, kiến trúc Phật giáo. Mà cái kiến trúc Phật giáo nó hoàng pháp ngay trong lòng một pho đại tượng. Đó. Chỉ có tôi mới dám liều mới làm cái điều đó thôi. Quả thật là liều. Các vị thấy có ngôi, có pho tượng Phật nào, có ngôi chùa nào mà trong chùa này gì, lại xây cái cảnh địa ngục ở ngay dưới gầm pho tượng không? Không, không có. Không chỉ Việt Nam, trên thế giới tôi khẳng định với các quý vị chưa có. Tôi thì thường thích làm một cái gì nó phá cách. Nhưng phá cách là gì? Phá cách nó đem lại lợi ích cho Phật Pháp và đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho dân tộc, cho nhân gian của chúng ta sau này. Chứ không phải phá cách mà khiến cho họ hiểu lầm Phật Pháp, đi chệch với bản ý của Phật, tôi không bao giờ làm. Đó, các quý vị thấy, cứ khoảng 3, không, địa ngục thì sang năm tầm này là chúng ta được xem rồi. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula sang năm tầm này là chúng ta được xem rồi. Và kể cả tầng thờ, tầng 2, tầng thờ tổ, nơi thờ tổ chúng ta cũng sẽ được gì, chiêm bái và đỉnh lễ rồi, vì chúng ta thì hoàn thiện song song cả trong với ngoài. Nhưng mà để làm xong cái tôn đại tượng Phật A Di Đà này phải ít nhất phải 5 năm sau. Các cụ 90 tuổi cố gắng sống lấy 10 năm nữa. Phải cố gắng đi, niệm Phật cầu nguyện Đức Phật A Di Đà thì cho con sống lấy 10 năm nữa, để 5 năm nữa cái ngôi tượng này xong, con được đến, con thì được đi từ tầng địa ngục ngạ quỷ súc sinh cho đến lên đến tầng 12 là nơi trái tim của Đức Phật A Di Đà. Và sau khi con xả vào báo thân,
cái công đức hơn gần 100 tuổi, con leo từ, con đi từ địa ngục đi lên đến tầng 12, tức là lên lên tới cái nơi thờ gì, cái pho tượng bằng ngọc, trái tim của Đức Phật A Di Đà, mình gọi là lấy cái gì, gọi là linh khí, linh hồn của Đức Phật. Đại tượng Phật này chính là một tôn tượng bằng gì, bằng ngọc, thờ tại tầng 12, ngang với gì, với ngực của ngài, đó là nơi trái tim của ngài, mình gọi là linh hồn. Linh hồn của đại tượng chính là tôn tượng bằng ngọc đó. Bây giờ chưa có ai cúng, nhưng mà đến lúc đó sẽ có người cúng, cứ yên tâm đi, không lo. Tôi đảm bảo với các vị, khi xong tượng đồng thời cũng sẽ tự nhiên có người xin đến cúng pho tượng Phật ngọc đó để vào trong cái trái tim của ngài, làm cái trái tim, làm cái nơi linh khí của ngài. Bây giờ chưa có, đến lúc đấy sẽ có. Ở đâu mà có? Phật đưa họ đến. Phật Bồ Tát gì đưa họ đến, không phải là tôi đưa họ đến, Địa Tạng Bồ Tát đưa họ đến. Chúng ta thấy năm ngoái khi đồng thổ, tôi nói là với các, nói đi nói lại với các quý vị là tạo dựng pho tượng này không phải tôi có thể làm được, không phải đạo tràng chúng ta có thể làm được, mà phải nương vào gì, sự gia trì của Phật, đặc biệt là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát gì chịu trách nhiệm cúng dường đại tượng Phật A Di Đà này là gì, 70%, còn á chúng ta là gì, 30%. Thôi chắc chúng ta không hết 30 đâu, khoảng 20 thôi, còn 10% là gì, cho chư thiên long bát bộ quỷ thần, các ngài có phần một tí, không có các ngài tủi thân. Thật mà, các ngài tủi thân đấy, chúng ta nhận hết phần là các ngài chả còn phần, các ngài tủi thân. Vì sao các quý vị biết, vì sao mà trong thời gian qua có nhiều người đọc tụng kinh Địa Tạng mà được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm? Vì chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và các chúng quỷ thần cũng đều gì, nghe chúng tôi nói, tức là nghe chúng tôi gì, phát nguyện, nghe đạo tràng chúng ta phát nguyện, cho nên các ngài cũng hoan hỷ và đáp lại cái lời thỉnh cầu và lời phát nguyện của là tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta. Cho nên các vị biết, lúc nãy mới chuẩn bị lên khóa lễ, có một cụ đến nói với tôi, thầy, vừa rưng rưng nước mắt bảo thầy, Phật pháp nhiệm màu quá, thầy cũng nhiệm màu quá. Tôi bảo Phật pháp nhiệm màu thôi, thầy không nhiệm màu, thầy bình thường thôi. Thế cụ bảo không, thầy cũng nhiệm màu. Thế giờ có lời thầy giảng, lời thầy dạy mà chúng con gì, nghe theo chúng con y giáo phụng hành mà chúng con đạt được. Tôi bảo được cái gì? Vừa rơm rớm nước mắt vừa nói là thầy ạ, đứa con dâu, đứa con trai của con nó hơn 40 tuổi, bốn mấy tuổi rồi, sinh được một đứa con gái mà cách đây vào 7-8 năm, gần chục năm nay rồi nó không sinh lại, 6 lần có thai đều chết lưu thai, có lần còn gì, con tưởng mất cả đứa con dâu. Mấy tháng trước lên dự pháp hội nghe thầy giảng và nói về công đức tụng kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, con cũng hơi tham, cho nên muốn cầu sinh một đứa cháu trai. Vì vậy mà thì con về con bảo con trai và con dâu của con đã vậy thì mình chỉ cúng tất. Cúng tất bằng cách nào? Cúng cá pho tượng Địa Tạng, cá pho tượng Quan Âm cho nên cho nó yên tâm, để cầu lấy một đứa cháu trai. Và tụng cả gì, chắc chắn nữa con về con nghe theo thầy, cứ một ngày hai thời sáng tối con tụng kinh Địa Tạng. Từ đó cho đến nay, thầy biết không, 6 lần con dâu của con nó chết lưu thai, có thai để chết lưu và phải phá, phải bỏ, có lần còn tí nữa mất mạng nó nữa. Nhưng mà con về con nghe thầy nói, con nói với con trai con dâu của con, chúng nó hoan hỉ lắm, nó đều làm điều đó và nó cúng cá tượng Quan Âm, cá tượng Địa Tạng rồi. Và đặc biệt là gì, cả gia đình con đều tin tưởng vào thầy, đều tin tưởng vào việc đọc kinh Địa Tạng. Con về con đọc từ đó đến nay, thầy biết không, con dâu của con có thai 4 tháng nay rồi. Thế là tôi hỏi rằng, vậy là trai hay gái? Cúng cả Quan Âm, cả Địa Tạng như vậy, Phật cho trai hay gái? Thế bảo thầy ơi, tốt lắm con trai. Thế tôi bảo con gái không tốt à? Bảo con gái có một đứa rồi, bây giờ muốn đứa con trai. Thế bảo thế tốt, muốn đứa con trai, Phật cho con trai, Bồ Tát cho con trai rồi, không phải thầy cho nhá. Phật Bồ Tát cho, nói là thầy cho là chết. Rửa đi vào trong gì, có cho vào trong địa ngục cũng không rửa được cái nỗi nhục này đâu. Và Phật Bồ Tát cho chứ đừng có nói thầy cho.
khổ lắm, nói nó phải loại đúng. À, thế nhưng mà tôi bảo là thôi, cụ về cụ bảo đây, hôm nay hình như có chồng lên đây. Cụ bảo khoe là hôm nay con trai con lên đây, tức là chồng của cô ấy lên đây. Những trường hợp này, thầy khuyên ở nhà dưỡng thai đi. À, công việc đi làm ấy thì để đấy đã. Bây giờ con là số 1, tuổi có rồi, đều vợ chồng đều trên 40 rồi. Đi làm á, cái thứ nhất là áp lực công việc. Cái thứ hai, đó là không may đi trên đường nó làm sao đó, không ai biết trước được. Thôi, chỉ còn có 4 tháng nữa hoặc 5 tháng nữa là sinh con thôi. Cho nghỉ hẳn 1 năm đi. Cái trường hợp này cả mẹ cả con, cho con dâu và cho vợ mình nghỉ 1 năm không lương đi. Chồng chịu khó đi làm thêm một chút. Nghe bảo chồng đi làm xây dựng, thì trước đây làm 8 tiếng, bây giờ làm cố thêm 2 tiếng nữa. Để thêm tiền để gì? Cho vợ ở nhà để dưỡng thai. Bao giờ sinh con ra được mẹ tròn con vuông được khoảng 1 tuổi đó thì mới gì? Cho vợ đi làm trở lại không sao. Chúng ta là con trai, sức dài vai rộng phải gì? Phải đứng lên để bảo vệ gia đình của mình chứ. Để cho vợ mình ở nghỉ ngơi. Cái trường hợp này năm ngoái có một trường hợp thầy khuyên không nghe cho nên mất. Ở ngoài Chiều Khúc, ở dưới Chiều Khúc. Trường hợp cưới xin cũng mấy năm rồi không có con. Thế cũng lên làm lễ cầu nguyện, thầy vào lên chùa tản viên xin nước rồi tụng kinh rồi về có thai được khoảng hơn tháng, 2 tháng. Thế thầy bảo thôi, nhà thì rất là giàu, nhà giàu lắm. Nhưng mà cứ tham việc. Thầy bảo là thôi, cụ về cụ bảo nó, bảo con gái của cụ và bảo con rể của cụ bảo không cho vợ nó đi làm nữa, bảo ở nhà để dưỡng thai đi. Không có đi làm nó áp lực công việc cũng như là đi á. Sợ nó không giữ được thì lúc đó thì đừng có trách là Phật gì không giúp, thầy bảo rồi. Thế nhưng về nó tham việc quá các quý vị. Tháng lương nó được hơn 10 triệu nên nó cứ tham việc. Nhà thì giàu nước đổ vách chẳng thiếu cái gì nữa. Nó cố đi làm. Thế làm mệt quá về, bước sang tháng sau một cái tự nhiên lại sẩy thai. Mất từ ngày đó đến giờ cầu mãi vẫn chưa được. Đấy, còn trường hợp này thì khuyên chân tình. Hôm nay có 2 mẹ con ở đây thì khuyên chân tình. Thôi không cần phải đứng dậy, không cần phải giơ tay đâu. À, thầy khuyên chân tình là thôi, nam nhi đại trưởng phu sức dài vai rộng, ta có thể vì vợ vì con mà gì vất vả thêm một chút. Nhưng mà gì, thấy cái niềm gì, thấy cái hy vọng không chỉ le lói mà hy vọng đó ở phía trước, chỉ cần một thời gian nữa là sẽ chạm tay vào được thôi và bế được nó thôi. Cho nên á, mất chỉ có 6 tháng, 5 tháng thôi. Hãy làm cố một chút, cho vợ nghỉ ở nhà. Kể cả vợ mất việc, không quan trọng. Đứa con là trên hết. Mà con không phải là con thường, con trai mới sướng. À, đúng không? Đấy. Vì sinh con gái rồi mà, bây giờ thì chỉ cầu con trai. Khổ quá. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm rồi, thì bây giờ thì phải gì giữ gìn nó. Và từ giờ đến hôm đó, vợ chồng thì cố gắng đừng có sát sinh hại vật, mà nên phóng sinh tu phúc. Nếu bắt buộc phải ăn thì đi ra chợ mua cái đồ họ làm sẵn. Tất nhiên mua những cái hàng nó làm sạch, không có lại gì. Lại ham rẻ đi mua cái đồ ôi thiêu thì lại nguy hiểm. Ăn xong vợ lại ốm ra thì lại nguy. Cho nên đừng có tiếc. Đó. Lúc này là vợ con phải là gì? Số 1. Vợ con phải là gì? Là Thượng Đế. Đó. Sau này thì gì? Sinh ra mẹ tròn con vuông rồi thì sau này con cái nó lớn lên nó báo hiếu chúng ta sau. Đó. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như vậy. Nên cố gắng. Không, con nếu mà không nghe lời thầy thì thầy cũng chịu thôi. Xảy ra chuyện gì thì đừng có nói là Phật không thương mà thầy không dặn trước. Đó. Còn những trường hợp khác. Trong các pháp hội, trong pháp hội Quan Âm vừa qua, các vị nào mà làm lễ cầu tự đó, mà được rồi thì tốt. Thông báo lại cho bên các vị, vì thầy các thầy vẫn ghi lại tên số điện thoại những cái đôi mà cầu tự vân vân ở cái pháp hội Quan Âm vừa qua đó, thì các vị lưu lại để báo cho nhà chùa biết để hồi hướng sang một giai đoạn khác, tức là hồi hướng cho là được gì, cái thai ở trong bụng nó được, của người mẹ nó được gì, được phát triển tốt đẹp hơn, và sau này sinh ra đời nó được gì, mẹ tròn con vuông và đứa được ngoan ngoãn thông minh mạnh khỏe, làm đứa con hiếu thảo, chứ đừng là đứa con nghịch tử thì khổ lắm. Nhiều Phật tử đến cứ khóc bảo thầy ơi,
nhà con khổ lắm, đứa con trai gì hoặc là đứa cháu nó chửi con, nó đánh con, nó coi con như kẻ thù trong nhà. Có không? Có khá nhiều lần khác. Thời mạt thế mà các quý vị, mạt pháp mà, lòng người thay đổi theo vật chất, nó quay cuồng theo gì, theo cái thị dục ở thế gian. Cho nên á, cũng có những đứa con, những người cháu nó ngỗ ngược, ngang tàng, bất hiếu như vậy. Thôi chúng ta cũng phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Thì muốn hết khổ thì thôi nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sinh Tây Phương đi, để đời sau á được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Các biết vị được cái gì không? Từ hoa sen mà sinh ra, được cái tấm thân kim cương bền chắc, đẹp đẽ giống như thân Phật và Bồ Tát, không có khác. Phật thọ vô lượng thì chúng ta cũng thọ vô lượng. Phật có vô lượng công đức thì chúng ta cũng có vô lượng công đức. Phật có vô lượng trí tuệ, chúng ta cũng có vô lượng trí tuệ. Phật biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh, chúng ta cũng gì? Cũng nương vào từ lực của Phật, cũng biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Cho nên muốn thoát khổ chỉ có một con đường duy nhất, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, là con đường thẳng tắp nhất ở trong giáo lý của Đức Phật, các quý vị ạ. Các pháp môn khác vẫn có thể tu tập được giải thoát trong thời đại này, nhưng mà phải gì? Dùng tự lực của mình rất khó, như là ngồi thiền, nên học các pháp gì? Duy thức và các pháp tu khác vân vân, cũng giải thoát giác ngộ được, nhưng mà tự lực thì khó vô cùng. Vì thời này chúng ta thường nói là phúc mỏng nghiệp dày, cho nên tự tu, tự giải thoát, tự chứng ngộ là khó vô cùng. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài biết được cái thời mạt pháp chúng trinh khang cường khó độ, phúc mỏng nghiệp dày, cho nên nó riêng thuyết ra một pháp môn nương vào gì? Từ lực của Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật A Di Đà, A Di A Mi đều được, các quý vị ạ. Các quý vị niệm thế nào cũng được. Như ở đây đạo tràng chúng ta, các cụ biết, các Phật tử biết tại sao về dự pháp hội lần này chúng ta lại niệm thay vào niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành A Di Đà Phật không? Hôm qua hôm kia các Phật tử đều phản ánh với tôi là bạch thầy, chúng con niệm A Di nó quen rồi mà nó rất nhẹ nhàng, nay niệm A Di mệt lắm, chúng con mệt lừ đừ hết cả người ra. Thôi thầy niệm lại A Di đi. Tôi bảo thôi, các hoan hỉ đi. Cách đây khoảng độ tầm 2 tuần, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đương kim phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cụ cũng là gì? Hòa thượng cũng là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Cụ có lên dự cái đại hội Phật giáo huyện Ba Vì. Thế tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, là một trong 30 quận huyện của thành phố Hà Nội, đây trung tâm của thủ đô. Thế trước khi ngồi ăn cơm, Hòa thượng có gọi tôi vào, Hòa thượng rất nhẹ nhàng. Hòa thượng bảo này, sang đây ông, sang đây. Tôi bảo này, tôi nghe tin ấy, tôi biết thì biết từ lâu rồi, nhưng biết là ở chỗ đạo tràng của ông ấy thì toàn niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi biết là niệm cái đấy thì không sai, nó không có sai. Tôi biết là ông niệm theo Hòa thượng, Cố Hòa thượng, Chủ tịch Hòa thượng, Đại lão Cố Hòa thượng Thích Chí Tịnh, cho nên không có sai. Nhưng mà thôi, ở đâu thì ông đấy, ở ngoài miền Bắc thì Phật giáo truyền vào 2000 năm nay rồi, các cụ đều một câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ mình mà một mình niệm như thế thì đường đường thì tôi là trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, đường đường là trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, mà các cụ các hòa thượng ở trên nói rằng tôi không bảo được cấp dưới, thế lãnh đạo ai? Mà ông cũng là gì? Là một lãnh đạo của một huyện, mà bây giờ mà mình không hòa đồng với đại chúng thì tôi khó ăn khó nói với các hòa thượng, mà ông cũng khó ăn khó nói với các hòa thượng. Thế cho nên theo tôi bây giờ thế này, ông không có sai, nhưng mà thôi thì hoan hỉ đi, hòa với chúng đi là tốt nhất. Còn thì mình tu cá nhân của mình á, nhập thất hay mình tu cá nhân mà mình trong phòng riêng á, thì thế nào cũng được. Nghe Hòa thượng nói như vậy tôi thấy là thôi hoan hỉ ngay. Tôi bảo vâng, Hòa thượng dạy như thế thì chúng con thì cũng nghe theo y giáo phụng hành, chúng con hòa chúng thôi. Không sao, vì chúng ta tu không có chấp. Tu mà chúng ta phải chấp là A-di mới đúng hoặc là A-mi mới đúng á,
hoặc là Ami mới đúng, Aji là sai á, như vậy là sai rồi, hỏng rồi. Từ trước đến nay tôi nói với các quý vị, Aji cũng được, Ami cũng được, ai niệm thế nào quen thì chúng ta cứ niệm. Giống như miền Nam họ gọi là gì, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, miền Bắc niệm là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảo cái nào đúng cái nào sai, bổn nó khác hẳn với bản, phát âm khác hẳn với nhau cơ mà. Bảo bổn là đúng thì bản là sai ư? Bảo bản là đúng thì bổn là sai sao? Hay là như miền Nam gọi cái bát ăn cơm là cái gì? Cái chén. Cái chén thì ở miền Bắc chúng ta dùng để uống gì nhỉ? Uống nước. Còn nếu ăn cơm thì phải dùng cái gì? Cái bát. Vậy chúng ta đi cái cãi nhau là gì? Cái chén là dùng để uống nước, còn cái bát là dùng để ăn cơm. Trong miền Nam họ bảo là gì? Cái chén chúng tôi dùng để ăn cơm, còn cái dùng uống nước chúng tôi gọi là cái gì? Cái ly. Vậy chúng ta cứ đi cãi nhau cái nào là đúng là sai. Cái hết năm này qua năm khác, cái hết đời này sang đời khác, có bên nào thắng không các quý vị? Không. Giống như ngày xưa tôi nghe câu chuyện các chú bộ đội cãi nhau và thậm chí đánh nhau về cái chuyện gì? Quê này thì gọi cái chỗ này là gì? Con tôm. Chỗ kia thì bảo cái con này gọi là con tép. Và các chú cãi nhau bảo là con này là con tôm chứ. Không, bên kia bảo là con này là con tép. Và hai bên cãi nhau bảo tôm, bên bảo tép, bảo mà tôm, tép. Và cuối cùng hai bên tôm, tép đến lúc gì? Đến chút kịch điểm bắt đầu gì? Hai nhóm nhảy vào đánh nhau, cuối cùng là A trưởng tức là gì? Đại đội trưởng cho gì? Cho đi xúc phân cả một nút. À, cho đi hót phân cả một nút là gì? Mà hót phân trong quân đội các vị biết không? Không phải là hót phân kiểu bình thường đâu. Tôi nghe câu chuyện đó cả một chú bộ đội, nhà bên cạnh tôi ngày xưa đi bộ đội, chứng kiến cái vụ đó, và vị đó cũng chính ở trong vụ cãi nhau tôm tép đó. Và gì? 120 người, tức là cả đấy một trung đội hay một tiểu đội, một trung đội đúng không? 120 người răng dây với nhau từ nhà vệ sinh ra ruộng rau, và phân đó thì gì? Bốc bằng tay, cái truyền từ tay người này sang tay người kia. À, thế chứ lại cái phạt kiểu đấy. Và cho vì thấy tội gì cãi nhau con tôm con tép và hai bên đánh nhau, cho nên á đại đội trưởng mới phạt là gì, 120 anh kể cả đánh hay không đánh thì có mặt ở đó cổ vũ là được rồi, các anh đều phải gì, đều phải chấp hành cái luật của quân đội đó, gì ra đứng giải hàng 120 người, bốc phân ở trong hố phân truyền vào tay nhau và đem ra ngoài kia cho vào cái thùng khuấy tay lên và đem đi tưới rau. Một tháng như vậy, từ đó trở đi không bao giờ anh nào dám cãi nhau về cái chuyện tôm tép và đánh nhau nữa. Đó. Cho nên chúng ta biết đấy là cái danh từ của từng khu vực, từng địa giới hành chính, từng khu vực họ gọi, không quan trọng cái chuyện đó. Cho nên tu hành chúng ta đừng có chấp vào cái chuyện đó. Vậy từ hôm đó cụ bảo là thôi, ông hòa chúng đi. Tôi bảo vâng, hòa thượng bảo con thì đường đường thì hòa thượng là gì? Về giáo hội hòa thượng là phó chủ tịch, là trưởng ban hoàng pháp trung ương, là trưởng ban trị sự thành hội, là cấp trên của con. Hòa thượng bảo con thì con y giáo cùng ngày nghe theo hòa thượng, và con về thì con họp chúng, xin hòa thượng cho con họp chúng. Và tôi cũng đã họp chúng và cho chuyển từ ngày đó tới nay và độ tầm chục ngày nay rồi. Khi tụng kinh đại chúng tất tất vân vân, hòa thượng bảo niệm a di, hoan hỉ niệm a di trở lại, có mất gì không? Tôi hơi mệt một chút các vị, tôi hoan hỉ đi, không sao. Nhưng mà chúng ta thấy cái khởi điểm đầu tiên, trước đây chúng ta niệm A Di Đà Phật, có hòa thượng nào có dám đến chùa chúng ta không? Không, vì các hòa thượng cho là chùa chúng ta niệm A Di là gì? Là lạc đạo. Lạc đạo có nghĩa là đi lệch ra khỏi giáo hội ở khu phía Bắc. Hòa thượng chủ tịch, cố chủ tịch hòa thượng Thích Chí Tịnh ấy, thì ngài là cái bậc cây cao bóng cả, giới đức là tinh nghiêm cây cao bóng cả, ngài là bậc thạch trụ trong tùng lâm rồi. Ai không bằng lòng thì cứ phải gì, ấm ức trong lòng thôi, không dám nói. Nhưng chúng ta, đạo tràng chúng ta còn mới, tôi thì còn trẻ, đạo tràng chúng ta còn mới. Các cụ mà không bằng lòng mà chúng ta, các cụ bảo chúng ta không nghe, các cụ cho chúng ta là ở một cái trường hợp để chống đối, chúng ta có phát triển, có xây dựng đạo tràng lớn mạnh và cùng nhau tu tập, cùng tu an lạc được không các quý vị? Không. Cho nên các cụ ngày xưa, các cụ nói là gì? Các cụ ngày xưa có một cái câu rất là hay là gì? Ở bầu thì tròn, mà ở bí thì dài. Đấy, cho nên học Phật phải uyển chuyển như thế các quý vị. Không sao. Nhưng còn khi chúng ta tụng ở nhà, chúng ta mà thấy mệt, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mệt. Nam Mô A Di Đà Phật bị mệt á. Xin lỗi, Nam Mô A Di Đà Phật bị mệt á. Chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật là mệt. Nói thế sai, các cụ lại chụp cho thì chết.
Nam Mô A Di Đà Phật á, câu đó niệm nó mất hơi nhiều hơn. Hòa thượng Chí Tịnh đã khám phá ra là Ngài nói không có sai. Ngài là bậc chuyên tu, bậc cao tăng, phải nói là cao tăng đắc đạo ở thế kỷ 19, 20, 21 của chúng ta. Hôm qua chúng ta xem bộ phim về Ngài rất cảm động rồi. Bộ phim chỉ nói lột tả một phần nào đó cuộc đời tu hành của Ngài thôi. Chứ cuộc đời tu hành á, cuộc đời tu hành của Ngài á còn gì? Còn gian nan vất vả và thành tựu hơn thế gấp trăm nghìn lần các quý vị. Cho nên chúng ta không có nghi ngờ một chút, không được nghi ngờ một chút nào về cái sự chứng ngộ và lời dạy của Hòa Thượng. Nhưng mà ở đây thì cụ bây giờ đã viên tịch, đã về Tây Phương rồi, cụ về với Phật rồi. Còn chúng ta ở lại thế giới này gọi là thế giới Sa Bà. Sa Bà là gì? Sa Bà dịch là gì? Là kham nhẫn. Chúng kham là gì? Kham có nghĩa là phải chịu kham khổ được. Nhẫn tức là phải nhẫn chịu những cái sự gì? Cái sự khó nhẫn, sự chướng tai gai mắt, cái sự khó chịu ở thế gian được, thì chúng ta mới thành tựu được đạo tâm của mình. Giống như Ngài Hư Vân Đại Sư ngày xưa khi mà gì? Bị kẻ, Ngài về núi Kê Túc để lập chùa để hoằng pháp. Tăng tục quan lại ở nơi đó vu cho Ngài là gì? Lợi dụng tam bảo để việc xây chùa để kiếm lời, cho nên bắt Ngài bỏ vào tù 4 năm trời. Khi vào tù Ngài có oán hận không? Không. Ngược lại, Ngài còn là được từng ngày, từng đêm giáo hóa cho những tù nhân biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, biết trì chú. Và khi ra tù, có những người lại xuất gia theo Ngài. Có những người là gì? Lại bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trở thành một người lương thiện cho đời vậy. Cho nên vào địa ngục, Bồ Tát có làm lợi ích chúng sinh được không? Có. Do biết an nhẫn, do khéo biết gì, nắm bắt lấy thời cơ, làm những phương tiện thiện xảo đều có thể thành tựu được. Cho nên nay Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương dạy chúng ta là nên hòa chúng đi. Chúng ta cãi lại chết ngay. Cãi lại chết ngay. Khi các cụ chưa nói thì không sao. Các cụ đã nói rồi mà chúng ta thì chống lại là cãi chết ngay. Cứ cãi chết ngay. Cho nên thì tốt nhất là gì? Không cãi. Mà chúng ta để hòa chúng thì sẽ được cho tất cả. Vì vậy thôi, từ nay trở đi khi mà tu tập đại chúng, chúng ta cứ hoan hỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, mệt hơn một chút cũng được. Nhưng mà thôi, tâm xuất thì Phật chứng. Còn khi mà tu cá nhân, vào trong nhập thất hay ngồi nhà chúng ta tu một mình, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, có cụ nào biết không? Có mỗi cụ Phật biết thôi. Cụ Phật biết là được rồi. Với lúc đó có cụ nào biết nữa không? Hòa Thượng chẳng biết, tôi chẳng biết, mọi người chẳng biết, có Phật biết là được. Đấy, lúc đó chúng ta tu thế nào mà thấy an lạc, mà thấy nhiếp tâm là được. Chứ còn đến với đại chúng thôi cứ hoan hỷ. Tôi lấy một cái ví dụ thế này các quý vị. Con người ta sống thì phải có ban ngày và ban gì? Ban đêm. Chúng ta ở trong giai đoạn này, đang ở trong giai đoạn gì? Mặt trời đã xuống khỏi dạng núi phía Tây. Đó là đang gì ạ? Báo hiệu. Và đang bước vào cái gì? Ban đêm. Ban đêm chúng ta có cách để làm việc ban đêm. Có đúng không? Hiểu ý tôi không? Hiểu không? Và các quý vị hãy gì? Cứ hoan hỷ đi. Đêm sẽ gì? Sẽ qua nhanh thôi. Chúng ta làm việc một chút ban đêm, ngủ đi một giấc, nghe tiếng gì? O, 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 o. Thế là chuẩn bị gì? Báo cho một buổi gì? Bình minh ban mai sắp gì? Sắp sáng rồi. Và đến khi đó trời sáng thì chúng ta lại làm việc theo kiểu gì? Kiểu trời sáng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nói như Hòa Thượng Thích Quảng Tùng hôm giờ, Hòa Thượng gọi thùng chưa? Hả? Đó, cho nên đấy phải khéo léo uyển chuyển như thế. Thôi đấy, thống nhất từ nay đạo tràng chúng ta y giáo phụng hành lời của Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Đi bất cứ nơi nào chúng ta đều hòa chúng. Khi tu tập với chúng đông ở trong chùa, ở bất cứ nơi nào mà khi hòa với chúng thì chúng ta cứ hòa với chúng. Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật cho gì? Cho các cụ vui. Và chúng ta gì? Cũng không thấy là mình có lỗi là gì? Là không nghe lời của các cụ. Còn sau này trời nó sáng rồi,
thì khi đó chúng ta thì sẽ làm việc theo kiểu trời sáng, cứ yên tâm đi, rồi Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ lo cho chúng ta, sắp xếp cho chúng ta. Một câu hỏi nữa, ôi giời dài thế, như là một lá thư này. Con xin kính bạch thầy cho con xin một chút thời gian và kính nhờ thầy giúp cho tâm con được yên ổn. Cách đây 7 năm con có quen một thầy phong thủy. Lúc đó con còn ngu si đã tin và làm theo. Thầy đó đã đến nhà và bảo con phải treo quả cầu, đặt một ông rùa để trấn an, chôn 4 đồng tiền ở sau nhà và treo hương bát quái trước cửa nhà. Tất cả những thứ đó đều do thầy phong thủy đưa cho. Từ khi làm theo đến bây giờ, con thấy gia đình không được yên ổn. Cách đây 7 tháng, con đã bị tai nạn. Sau khi sức khỏe tương đối ổn định, con đến hỏi thầy đó và thầy ấy nói rằng từ giờ đến hết năm thì sẽ ổn. Nhưng từ năm 2019 đến 2022, gia đình con sẽ gặp hạn liên tục và không cẩn thận con sẽ trở thành quả phụ. Thầy đó đã hướng dẫn cho con một số giải hạn và còn bảo rằng Tết này sau khi giao thừa xong con phải hóa vàng trong phòng khách. Con đã ngu si và tin theo. Nhưng bạch thầy, không hiểu sao lòng con rất lo sợ và con đã tìm đến chùa và có nhân duyên gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Dù con chưa gặp được thầy nhưng con được nghe thầy giảng kinh qua đài. Con đã vào chùa và xin thỉnh được quyển kinh về nhà. Nhưng vì điều kiện còn đang công tác nhà nước nên mỗi ngày con chỉ đọc tụng được một quyển thôi bạch thầy. Con kính xin thầy giúp cho con phải làm gì nữa không ạ? Tâm con rất hoang mang lo sợ, con không biết làm sao, cuối xin thầy chỉ bảo giúp con phải làm sao ạ? Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, con kính bạch thầy. Thôi, lá thư hơi dài, cho nên câu chuyện cũng hơi dài, vì vậy mà thời gian đã hết rồi. Thế Phật tử này để dành hôm khác, vào Pháp hội Địa Tạng thì đi vào đi, thầy hướng dẫn cho. Thế cái chuyện giải cái đấy thì giải được, thầy cũng sẽ hướng dẫn và giải cho được. Còn một số các câu hỏi này, nhưng mà chắc là thời gian hết rồi, thôi chắc là phải cáo lỗi với các Phật tử thôi, để đến lần sau, Pháp hội sau. Thì các vị đưa câu hỏi vì thời gian nó có hạn. Nếu mà chỉ trả lời hỏi đâu, trả lời đấy thì chúng ta nghe nó cứng và ngủ hết với nhau thôi. Cho nên phải nói dài, nói dài, giải thích ra rộng như thế. Các vị hoan hỉ nhé. Và qua đây thì cũng thông báo luôn là vì Pháp hội này Pháp hội cuối của năm rồi. Chứ còn hai Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng, thì Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng thì chúng ta thường không đi được đông. Thì một số người ít biết, mà nhất là cuối năm chúng ta rất là bận bịu, cho nên nhiều Phật tử đây cũng là cái khóa lễ cuối năm, các vị đến lễ tạ luôn. Thì vậy thông báo luôn là cái chương trình tới Tết cũng như là sang năm tới, thì vẫn tới đây thì vẫn có Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng tháng 11 bình thường, và tháng 12 là tháng Tết, cho nên chỉ tụng 3 ngày thôi, 16, 17, 18, tức là thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật thôi. Thì cho năm nay tụng sớm hơn một chút để chúng ta về, còn vào dịp ông công ông táo như năm ngoái ngày 23 mới về thì muộn quá, các vị xong một cái cứ nhanh nhanh chóng chóng về còn cúng ông công ông táo. Cho nên hôm nay sớm thì làm 3 ngày, tháng 12 chỉ làm 3 ngày thôi, vừa lễ tạ kinh cuối năm luôn mà thể. Thông báo như vậy để chúng ta biết. Còn đặc biệt là ngày Tết năm nay á, thì chùa chúng ta phải có nhiều, rất nhiều. Trong cái chuyến đi miền Nam vừa qua thầy nghĩ là rất nhiều cái hay. Cái hay có lợi cho chúng ta chứ không phải là cái hay có lợi cho thầy. Đó là sao? Chắc chắn năm nay chúng ta đến chùa sẽ thấy một cái, các vị đi phát kinh dần đi, nhẹ nhàng thôi. Chỉ có thể thông báo phát kinh nhẹ nhàng thôi. Các vị chúng ta năm nay thì làm một cái lễ hội, cái lễ hội Hoa Xuân để cúng dường chư Phật và Bồ Tát. Khác với mọi năm là có một cái lễ hội Hoa Xuân, từ ngoài ngõ cho đến vào trong này sẽ có những cái cảnh quan để cúng dường chư Phật Bồ Tát lễ hội Hoa Xuân. Dự kiến là khai mạc vào buổi sáng ngày mùng 4 đầu năm, cho đến ngày rằm thì mới gì, ngày 15 thì mới hết. Và nếu mà cái lễ hội này mà nó thành công thì cứ hàng năm đây là lễ hội truyền thống của chùa chúng ta,
Thầy đang lên kế hoạch. Tất nhiên nó cái này nó vì nó làm nó hơi gấp. Thứ nhất là hơi gấp, thứ hai là tốn kém. Nhưng mà để cho Hoằng Pháp, phục vụ cho việc Hoằng Pháp, chúng ta cũng không được tính toán, không được tiếc rẻ mà làm để cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo và để Hoằng Pháp nữa. Và đặc biệt đó, thầy có liên hệ với cái hội cây cảnh, họ cũng vào để họ bày cái cây cảnh, là cái triển lãm của cái hội cây cảnh ở Sơn Tây, để cho nó trang nghiêm thanh tịnh cái không gian lễ hội lên. Và một cái điều năm nay nó có cái khác, một cái khác đặc biệt đó là bắt đầu từ ngày khai hội sẽ kiểu như có một cái chợ xuân nho nhỏ, để sau này muốn hình thành một cái chợ xuân nho nhỏ để phục vụ cho các tín đồ Phật tử chúng ta đi lễ Phật đầu năm đó. Đó là chúng ta không nên bẻ cành hái lá, mà chúng ta thì thầy sẽ làm việc ở bên hội cây cảnh của Sơn Tây ấy. Họ phục vụ chúng ta là bắt đầu từ mùng 4 ngày khai hội, họ sẽ có những cái cây nhỏ nhỏ bán ở đầu năm ấy. Ở giống như cái chợ Viềng ấy đúng không, mua một cái cây gọi cây lộc đầu năm, bất cứ cây gì, ít tiền thì chúng ta chỉ mua cây 50, 100 thôi, thậm chí 20 thôi, nó rất nhỏ, mua về chúng ta để chăm sóc nó, để nhà để chăm sóc nó cả năm đấy. Nếu mà cây mà xanh á thì quan điểm của các cụ ngày xưa là gì, lộc sẽ gì, sẽ nhiều. Cây mà héo mà chết á thì sao? Hoặc rằng á, trong cái hội cây cảnh đó, à, trong cái lễ hội cây đó, chúng ta có thể gì, mua một cái cây nào đó vào để cúng Phật làm cây phúc rồi cho cả năm, thậm chí cả đời của chúng ta thì cũng càng tốt. Nhưng đặc biệt chúng ta thì trong cái lễ hội đó chúng ta sẽ mua một cái cây cảnh nhỏ nhỏ thôi, chúng ta mang về, chúng ta cây nhỏ thì chúng ta để ở trong nhà, cây to thì chúng ta để ngoài sân, chúng ta làm một cái cây phúc đầu năm. Và chúng tôi cũng chú tâm để chú nguyện cho cái việc đó, chú nguyện cho cái việc đó. Và vừa qua chúng tôi đi vào trong miền Nam thì họ có những cái lời cầu nguyện rất là hay mà đẹp lắm. Họ làm những cái dải lụa rất dài khoảng độ gần 1 mét đó. Họ viết những cái lời cầu nguyện vào đó xong treo lên trên cây, treo lên trong cái trên cây ấy, đẹp vô cùng, đẹp cá về thẩm mỹ mà cả lời cầu nguyện cũng gì cũng rất hay. Chùa chúng ta rất may là từ pho tượng, hai tôn tượng của Đức Bồ Tát Di Lặc và có cái bên hàng cây to đó, treo lên đấy thì phải nói là tuyệt vời, không còn gì bằng. Cái đấy cũng là một cái mà mới mà thầy thấy là gửi lời cầu nguyện vào thì đến với Bồ Tát Di Lặc trong dịp đầu xuân. Vì Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho gì? Ngày mùng 1 Tết chúng ta biết là ngày gì của Đức Bồ Tát Di Lặc không? Chính là ngày khánh đản của Bồ Tát Di Lặc, ngày mùng 1 Tết âm lịch hàng năm đó các quý vị. Đó. Thế cho nên là cái lịch năm nay phải chương trình là như vậy. Mùng 1 Tết thì thầy ở dưới này, đến mùng 2, mùng 3 Tết thì về chùa Tản Viên, chùa Văn Lai. Không có các cụ ở trên kia là bảo các Phật tử lại bảo thầy chả nhớ đến chúng con. Bắt đầu mùng 4 Tết thì sẽ khai hội và năm nay thì sẽ ở dưới này là nhiều hơn vì còn đang xây dựng. Đó về cái lịch như vậy. Còn cái lịch pháp hội đầu năm cầu an, năm nay chúng ta làm khác, không làm pháp hội trung phong vào đầu năm nữa. Chúng ta có một cái pháp hội mới đầu tiên trên thế giới mà vừa qua rất là thành công. Pháp hội đầu tiên tổ chức mà rất là thành công, nhiều người chưa biết đến nhưng thành công. Thành công ở đây á, sau pháp hội đã có gì? Có 4-5 đôi đến là thông báo là gì? 40 mấy tuổi chưa lấy được vợ được chồng mà tháng 11, tháng 12 này là cưới rồi về. Có đôi về chỉ có hơn tuần sau là quyết định là gì? Đến với nhau. Cũng hay. Và đặc biệt là có vài đôi đến nói là gì? Cưới nhau 5-6 năm rồi không có con, lên dự pháp hội đó và cầu con. Vừa qua về thì hôm qua lên thông báo là 4-5 đôi là gì? Có tin vui cả rồi. Và thật tốt. Và chúc mừng cho gia đình những cố gắng để tu phúc hơn nữa. Cho nên pháp hội Quan Âm đầu năm không chỉ cầu an cho cả gia đình, mà chúng ta thì cứ pháp hội Quan Âm thì một năm nó chỉ có 2-3 pháp hội Quan Âm thôi. Đó là pháp hội tháng riêng ở đây, tháng 2 ở chùa Văn Lai và tháng 9 và ngày vía Đức Quan Âm. Một năm 3 pháp hội Quan Âm ở chùa chúng ta thôi. Thì ba cái pháp hội đó để dành cho cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu vân vân, vì ở thế gian chúng ta vẫn mong cầu cái điều đó. Nếu chúng tôi không làm á, Phật Bồ Tát không phương tiện thì chúng ta đi gặp các ông thầy, gặp bà đồng bà cốt á, thì nó làm thì có vừa tốn kém tiền của mà lại vừa đi lạc đạo, lúc nào chúng ta không biết.
Cho nên thì tôi cũng xin Phật Bồ Tát hoan hỷ dùng mọi phương tiện để phổ độ chúng sinh, các ngài cũng hoan hỷ cho. Thế đấy, cái pháp hội tháng riêng Quan Âm là định dự định là vào ngày 21, 22 và 23 thứ 6, thứ 7, chủ nhật tháng riêng, thông báo trước để chúng ta biết đến lịch và để chúng ta chuẩn bị cái tinh thần. Và hôm nay thì có đông người mới đến thì cũng thông báo lại luôn là cái chương trình từ thiện chuẩn bị cho mùa đông tới đây, gần Tết rồi nhưng mùa đông năm nay đến chậm. Cho nên cái chương trình hôm qua thầy nói hôm nay có một số người mới đến, thầy nhắc lại là gì? Quần áo. Các vị có thể cùng với chư Tăng Ni ở chùa Khai Nguyên đóng bè tập phúc là chúng ta gì? Cúng dàng, mì tôm, gạo, muối, những cái gọi là đồ ăn được. Nhưng đặc biệt là mì tôm, ở vùng cao họ thích mì tôm hơn. Gạo thì có cái kích dích. Chúng ta không có nhiều thì chúng ta một thùng mì tôm mấy chục nghìn nữa mà. Đâu bảy mấy nghìn, 73 hay là 75 nghìn thôi. Nhưng mì tôm nó phải gì? Mì tôm thật, đừng có mì tôm mà nó bằng bột sắn hay bằng cái gì đó thì họ không ăn được, bảo đi làm từ thiện lại cho cái đồ nó xấu quá. Cái mì tôm nó khoảng cái mì tôm gì đấy, Bình Dân hay là Hảo Hảo cái gì đấy, nó đâu hơn 70 nghìn mà khe đi làm cái đó. Chúng ta có thể mua trực tiếp, gửi tiền qua cho ban tổ chức mua cũng được, hoặc chúng ta mua trực tiếp mang thùng mì tôm đến đây được. Các thầy sẽ có trách nhiệm và cùng với các cháu ở đội sinh viên. Đội sinh viên tình nguyện trong năm qua các cháu làm từ thiện tốt lắm các quý vị. Tổng kết lại trong một năm 2016 vừa qua, các vị biết các cháu làm từ thiện, đội sinh viên nó làm từ thiện được bao nhiêu không? Được gần 400 triệu. Các cháu nó lấy ở tiền ở đâu? Một phần là trong các khóa tu các cháu nó tự bớt ăn, bớt tiêu hàng tuần, hàng tháng của các con ra. Nhưng một phần quan trọng là gì? Cái hàng lưu niệm của các con ở dưới phòng thông tin đó, thầy giao tất cả cái đó cho gì? Cho các bạn sinh viên làm gì? Làm từ thiện. Làm từ thiện. Cho nên các Phật tử chúng ta, tất cả những cái đồ mà mua ở trong cái phòng lưu niệm của câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử đó, các cháu đều làm từ thiện hết. Sinh hoạt khóa tu nó chỉ có một tí thôi, còn đa số làm từ thiện. Và các cháu tổng kết một năm qua các cháu nó làm từ thiện là được gần 400 triệu. Gần 400 triệu. Bằng sao? Bằng chính sự ủng hộ của Phật tử chúng ta đó. Ví dụ chúng ta vào mua cái vòng kỷ niệm này, mua cái đài này, hoặc là mua gì? Mua cái áo lưu niệm này. Đó. Mua ở đó là chúng ta gì? Có cái sự góp làm từ thiện cho các cháu. Và các cháu nó gì? Thay chúng ta đi làm từ thiện. Và tới đây các cháu nó sẽ giúp với chúng ta đi, đạo tràng chúng ta đi làm cái đó. Làm cái đó trong dịp Tết, Nguyên Đán tới đây, đặc biệt mùa rét tới. Cho nên các Phật tử chúng ta, đặc biệt là quần áo, hôm qua thầy nói rồi, nay nói lại vì một số người mới đến, quần áo mà còn mặc được, các vị dư còn mặc được, các vị giặt sạch sẽ đi, là đi, gập lại, phân loại là người lớn, người nhỏ là người nhỏ, nam là nam, nữ là nữ, chứ đừng có bảo là của bỏ đi, của từ thiện, cho nên cứ hổ lốn vứt vào đó, nhăn nheo mang lên đây để các thầy làm thế nào thì làm. Tội lắm, tội các thầy lắm. Các sư thức ngày thức đêm, các cháu sinh viên nó nghỉ cả học lên để phân loại. Mà nó không dùng được thì cái gì không dùng được thôi, bỏ luôn ở nhà đi, làm rẻ lau hay là cho vào sọt rác luôn. Đặc biệt là những cái váy xanh vàng đỏ trắng, váy ở thành phố chúng ta mặc đừng có mang lên làm gì. Mang lên đây thầy nhìn cũng khiếp ra. Thầy nhìn còn khiếp, huống chi là người dân tộc họ không mặc cái đấy đâu các quý vị. Họ chỉ mặc những quần áo bình thường thôi. Đặc biệt là những quần áo rét, có được thì là cả tốt nhất. Đó, sách vở học sinh đó, có thể chúng ta cũng gì, con cháu chúng ta học qua lớp đấy rồi thì mang lên tập trung lại, phân loại thành các cháu, các học sinh, các bạn sinh viên phân loại và gửi lên trên Điện Biên, có đoàn Phật tử trên đó làm. Những quần áo với đồ gửi thì chỉ bắt đầu nhận từ ngày hôm nay, ngày mai cho đến hết ngày 20 âm lịch thôi. Vì nhận quá lúc đó thì không, đừng có mang lên nữa, vì đã chuyển đi rồi mang lên đây thầy lại phải để chật trong hội trường này, ra Tết thì Tết đến thì không có chỗ nào để mà để, vứt thì không được. Cho nên chỉ nhận đúng đến hôm đó. Các Phật tử nhớ là nhận đúng đến ngày 20 âm lịch, quá 20 âm lịch không nhận nữa. Vì lúc đó không gửi được đi nữa, cho nên đừng mang lên đây thầy là không có chỗ để. Năm ngoái cứ mang rải rác đến thì đến Tết, đến 28 Tết còn mang quần áo đến và thầy ấy gửi làm từ thiện với. Bảo đến bố tôi không chịu. Bố tôi mất rồi. Cho nên bố tôi sống lại cũng chịu, cho nên 28 Tết ai đi làm từ thiện được nữa. Cho năm nay các Phật tử chúng ta cố gắng, nếu có tâm
thì chúng ta gửi sớm. Đó. Ban tổ chức tiếp nhận bằng tất cả cái tấm lòng, nhưng mà nó cũng phải gì? Quần áo thì nó còn phải mặc được, giặt rũ sạch sẽ đi, là gập phân loại hẳn hoi đi. Giày dép cũng được, giày dép còn đi được, đừng có đứt nhưng thôi, giày cao gót thì thôi nhé. Trên viền vùng sâu vùng xa họ không đi giày cao gót như ở thành phố chúng ta đâu, đi giày dép bình thường thôi. Đặc biệt là mua những, nếu chúng ta có điều kiện thì mua khoảng độ gì 5 hoặc 10 đôi dép tổ ong hoặc vài chục đôi dép tổ ong để cho các cháu đang là học sinh cấp 2 ấy, cấp 1, cấp 2 ấy, các cháu nó thì khổ lắm, không có dép để đi. Chúng ta mua những đôi dép đó, dép tổ ong thôi. Ở trên miền ngược họ là thích dép tổ ong, chứ không thích dép là cao sang rồi dép da, dép dứt như chúng ta đâu. Dép tổ ong thôi, được. Mang lên để gửi cho lên đó để đi, các Phật tử trên đó đi phát tận tay cho các bà con nhân dân thôn bản ở trên đó. Có mấy cái này, quần áo là 1 này, mì tôm là 2 này, muối là 3 này, muối họ quý lắm các quý vị. Muối là 3 này, sách vở học sinh là 4 này. Đó, những cái đó thì được. Và kinh phí thì các quý vị gì cũng có cần không? Không có kinh phí có chuyển được hàng, nó có bay được từ đây lên Điện Biên không? Không, cho nên là kinh phí các vị mà có kinh phí thì chuyển kinh phí cũng được. Để chuyển làm cái kinh phí đó để chuyển lên trên đó. Năm ngoái họ hình như là lấy 150 hay là 200.000 một bao tải ấy, gửi xe khách lên tới đó. À, phải có kinh phí mới gửi được. À, thế cái kinh phí có thể nếu mà chúng ta tới đây mà ai cũng phải vào mùa rét thì ai cũng phải đi mua cái áo rét á, thì các cháu ở trong câu lạc bộ năm ngoái nó may như là còn đâu mấy trăm cái áo rét, các Phật tử xuống hỗ trợ cho các cháu nó và thì xong cái lấy cái tiền đó để chuyển thành kinh phí để chuyển đồ từ thiện cũng được. Đằng nào cũng thế, đằng nào phải mua cái áo rét mà lại áo là áo kỷ niệm nữa thì cũng được, không sao. Đấy, thông báo như vậy. Và bây giờ thì chúng ta đi vào thời đệ nhất. A Di Đà Phật.